của người đó để điều chỉnh bệnh tật là chuyện rất dễ dàng, không có khó khăn đâu, đối với móc sắp tới. Nếu mà khoa học có tầm cỡ và đủ, gọi là đủ tầm để có thể chế được những cái loại máy khá hơn. Còn bây giờ thì đưa máy vô chỉ đo dao động sóng não mình lên xuống nhiều rồi bắt đầu ra kết luận là người này thần kinh yếu, thần kinh mạnh, hoặc là đo điện tâm đồ hay điện não đồ chừng đó thôi, thì chừng đó chưa có khả năng trị bệnh, mà để xác định bệnh thôi chứ chưa khả năng trị bệnh. Khi đã xác định được bệnh rồi thì chắc chắn sẽ trị bệnh được bằng cái kiểu máy móc đó, nhưng mà có điều là khoa học phải bước thêm tầm nữa ha. Mà cái đó cần những người có tâm linh sâu. Chứ còn nghiên cứu theo kiểu khoa học thì tới một cái tầng nào đó của tâm thức và dừng ngang lại của vật chất. Và cái sự điều chỉnh á, chúng ta thấy á, nó hay lắm. Ví dụ như mình đây nè, mình đây là người Việt mình. Thì bây giờ mình câu cái nguồn điện từ trung thế cho nhà mình xài thì mình biết là từ nhà mình sẽ câu ra trung thế đúng không? Từ trung thế mình câu ra cao thế đúng không? Từ cao thế mới đi ngược cái đường dây cao thế rồi tới cái ví dụ như đập điện Hòa Bình hay gì ở đâu đi, thì mình cũng sẽ mò được cái nguồn phát ra điện này đúng không? Đó, đó là cái chuyện đi về tâm linh theo cái kiểu khoa học mà lấy cái sống thức con người ta sau này sẽ hoạt động theo một cái chiều khác. Thì như vậy là nếu mà máy móc khoa học có khả năng lớn hơn chút nữa, chúng ta nói lớn hơn chút nữa cho giờ thì chưa đủ tầm, thì họ sẽ bắt được cái sống thức con người ta và họ sẽ mò lần về tới cái chỗ cuối cùng kết nối giữa vật chất và tâm linh. Thì họ sẽ kinh hoàng là thấy rằng cái năng lực của con người ta được kết nối với một cái nguồn khủng khiếp tâm linh khắp vũ trụ này. Tới đó là giống như người ngộ tánh của nhà thiền. Tới đó ngộ tánh như vậy nè. Khoa học mà không có mò tới cái chỗ đó nổi, tại vì tới chỗ đó họ sẽ kinh hoàng là không thể nào đo đạt được nữa. Tới cái chỗ tận cùng dao động sóng âm, sóng thức, sóng âm của con người ta là khoa học không mò tới nữa được. Và nổ máy. Tới chỗ đó là máy sẽ nổ. Và họ sẽ thấy rằng một cái lực khủng khiếp giống như bây giờ. Mà nếu mình đem cái máy để đo điện từ đây mà đo ngược lại tới cao thế, đo ngược lại cái chỗ mà nguồn gốc phát điện là cái đập điện sông Đà ha, đập điện gì đó, thì họ sẽ tới nguồn đó để họ biết là nguồn điện được phát ra từ đó. Nhưng mà họ chỉ biết rằng khi mà lên máy, lên là sau khi mà những cái trục điện quay ở cái trạm thủy điện đó nó mới tạo thành một nguồn điện đưa lên máy thì ra chỉ số máy thôi. Nhưng mà trước khi máy đó quay, điện từ đâu ra, do cái này kết kia kết nọ nó tạo thành điện, nhưng mà điện từ đâu để nó có thể tạo thành máy đó thì không ai giải thích được. Họ biết nguyên lý là làm cái này cái kia nọ để tạo ra nguồn điện sau khi cái đập điện được hoạt động thôi, nhưng mà trước đó từ đâu thì chưa thấy nổi. Thế họ cũng biết là khắp không gian này có điện và tìm cách để lấy điện vào. Thật ra khi mà cái dao động sóng thức của mình nó đạt tới một cái tầng nào đó để nó kết nối được với cái loại mà rung động sóng âm, một cái nguồn rung động năng lượng của vũ trụ, để cái thân của tất cả chúng sanh như mình có một chút xíu để ghim vào. Mình gọi là mình tưởng tượng như hết cái chùa này ở chỗ nào cũng có ổ cắm, bây giờ mình muốn xài máy mà mình ghim vô ổ cắm cái mình có điện, thấy không? Vậy là cái sự kết nối mình với cái nguồn lực sống động ở trong cái vũ trụ này là kinh hồn. Thì khi mà con người tu tập, con người cho ta tu tập tốt là người ta sẽ không đi ra ngọn ngành của năng lượng này nữa, mà người ta sẽ phân ngược năng lượng của mình để trở về nguồn. Đó, giống như vị thiền sư nói là cái gì? Tâm theo muôn cảnh chuyển đúng không? Chỗ chuyển thật kính sâu theo nguồn, nhận được tánh không mừng cũng không lo. Thì vậy là họ sẽ trở về cái nguồn năng lực phát động đầu tiên của một chúng sanh. Và nếu họ tìm được tới ổ đó rồi, tới cái nguồn đầu tiên đó thì tan biến. Và khi họ tan biến, họ sẽ hòa nhập vào cái năng lực rung động của vũ trụ mênh mông này. Thì chỗ đó mới chính thực là mình. Rồi bây giờ là mình chỉ là những cái tia rất nhỏ ở trong cái bầu vũ trụ này được kết nối với năng lực lớn đó. Nhưng mà mình khi mình nhận được tia nhỏ này cái mình thấy mình là ghê gớm rồi, thật ra mình cũng nhỏ xíu hoài.
Mình không thể lớn được, khi nào mình làm tan cái nhỏ này thì hy vọng chúng ta mới trở về nguồn. Vì vậy mà chúng ta thấy con đường tâm linh mà nó có một cái tầm nhìn thực sự với những người chuyên môn thì họ sẽ nhìn ra. Vì vậy ví dụ như á, họ rà theo cái kiểu sóng âm nha, nói chơi cái kiểu máy móc một tí nữa nè. Bây giờ lỡ như khoa học chế được cái máy rồi đó, nó đặt lên cơ thể mình, thấy chưa, cái bắt đầu nó mở máy, nó rà ngược lại cái sóng trước chứ không có theo cái chiều tới, rà ngược lại. Rà ngược lại là đó, hồi sáng này hắn trên cái đường mà đi lên chùa là có một cái bà nào nói xấu ông thầy. Nó bắt đầu nó phớt đại cái âm thanh đó đó, ra một cái loại máy để phát đúng cái âm thanh mình nói xấu liền một cách rõ ràng chứ không có giấu được. Cái này là không có giấu được, cái này điều tra tội phạm là hết ý luôn. Thì vậy là nó rà tới 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 5, 2 năm, nó sẽ mất thời gian rất là nhiều để nó biết được là trước đó mình suy nghĩ gì, mình nói gì, mình bàn cái gì, mình tính gì, mình nghĩ cái gì, là gần như là máy móc nó sẽ thâu lại được hết. Và sau này những cuốn phim cuộc đời của chúng ta, chúng tôi dùng từ là cuốn phim cuộc đời của chúng ta, những cái đoạn băng cuộc đời của chúng ta sẽ được máy nó phân tích ở hai tầng. Máy phân tích hai tầng, ví dụ như mình nói chuyện với nhau là một tầng rung động sóng âm được phát ra ngoài, và một tầng thứ hai là rung động sóng não của mình nó tạo thành những cái âm thanh ly chi đó đó, nó sẽ phát ra một loại thứ hai. Cái đó nó phớt đại lên từng ngàn hai ngàn là nó cũng ra âm thanh giống như bây giờ. Thì mình sẽ nghe nghe lẹ lắm, tại cái đầu của mình nó lẹ lắm chứ không có thể nói chuyện như thế này. Như vậy nó làm chậm cái sóng âm nó lại, thì mình sẽ nghe ngôn ngữ là ngày hôm qua đi chợ mua cái gì, thì nó sẽ trả lời từng câu, nó nói từng chữ ngược như vậy. Thành ra nó sẽ thâu âm hết cái cuộc đời của mình kể từ khi mình sanh ra cho tới bây giờ. Sanh ra thì không được, tức là tới cái khoảng mà 4 tuổi trở về trước nó sẽ bị mờ đi. Khi mà 4 tuổi trở về á, 4 tuổi trở lên thì cái não bộ chúng ta bắt đầu phân biệt để lấy bỏ thì nó mới hiện rõ nha. Trước 4 tuổi á, thì cái não chúng ta nó chưa có chọn lựa nhiều, cho nên cái sóng âm nó gần như nó mờ, mà phải giỏi lắm mới qua cái nổi cửa này. Nhưng mà hay cái nữa là gì? Nếu khoa học nó giỏi nữa, nó sẽ rà qua cái khoảng mờ này, nhưng mà nó vẫn chắc lọc được cái sóng âm ở trong não bộ của từ 4 tuổi cho tới 0 tuổi nha. Tới 0 tuổi thì chắc thua rồi, tới mấy ngàn năm nữa khoa học mới qua nổi cái cửa này. Tức là từ 0 tuổi đó đó, từ 0 tuổi đó bắt đầu nó mới, cho nên nó thấy là cái kết nối của cái thức đời trước mà nhập thai á, thì cái này là thuộc thánh rồi, khoa học chắc theo không nổi đâu. Như vậy là nó sẽ, nó có một cái khoảng ngắt ở cái chỗ 0 tuổi, mà nếu khoa học có giỏi lắm đi nữa thì chỉ mò tới chỗ này thôi. Ra qua trước đời đó là khoa học chịu không nổi đâu. Nhưng nếu mà nó mò được cái kết nối này nữa thì nó sẽ biết được trước đó mình là ai. Đó mình là ai. À, trước đó là mình ai, mình làm cái gì thì chỉ có những cái vị mà tu theo đạo Phật chứng túc mạng thông mới biết được. Chứ còn cái kiểu máy móc thì chịu. Chỉ móc giỏi lắm trong một vài thập niên nữa thì khả năng là họ sẽ mò được. Cho nên họ sẽ thâu âm mình toàn bộ cuộc đời của mình. Thành ra muốn định tội định phước dễ lắm rồi không còn khó đối với khoa học sau này nữa. Đấy, ví dụ vô ngồi một á, là nó có một cái loại máy, nó chỉ cần để lên da, lên người, lên đầu gì của mình là nó sẽ rà được cái sóng âm. Hai là khi mình nói chuyện, ví dụ như tôi nói chuyện ở đây hoặc là tôi nói chuyện bình thường thì nó thâu được cái âm thanh của tôi xong. Sau khi nó thâu âm thanh tôi xong, nó sẽ đưa vào máy, nó sẽ coi là cái độ rung động như thế nào. Và độ rung động nó sẽ rà đúng cái độ rung động đó, nó sẽ cận kề với cái sóng thức của tôi như thế nào. Và lúc đó nó sẽ bắt được sóng thức liền. Cái này là một chuyện rất là vui của khoa học. Thật ra đối với đạo Phật thì sau giai đoạn tu tập tốt, tức là những người mà có khả năng thiền định sâu, thì họ sẽ thấy không phải là cái chuyện của người này nghĩ cái gì trong bụng nữa. Chuyện đó là thường rồi, chuyện là chuyện nhỏ rồi, không phải là chuyện lớn đâu. Và sâu hơn nữa là họ sẽ thấy vượt qua cái đời này, là người này tại sao mà họ ra đời, họ sống cái cuộc sống này. Đời trước họ là ai mà họ phải sống như vậy.
Và khi hiểu như vậy rồi thì các vị thấy thánh thương mình lắm. Ví dụ gặp người can cường khó dạy, không ghét được, đúng không? Tại mình thương họ là đã quá nhiều ngàn kiếp ở dưới kia mà mò bây giờ mới lên được kiếp người rồi. Thì đương nhiên là cái chuyện can cường đó là chuyện phải có của họ thôi, chứ họ đâu có cái vốn khác đâu. Kêu họ xài cái tiếng mà niệm Phật. Chúng tôi nói có nhiều cái đứa bé, không phải bé mà người lớn luôn nữa, chỉ cần kêu họ khoanh tay cảm ơn khi họ nhận món quà, họ làm cũng được cả đời của họ vậy. Không cảm ơn được, nó căng cường đến cái độ đó. Gặp người lớn kêu cúi đầu đi con, quýnh cho nó là nó khóc nó ra máu nước mắt, mà dứt khoát là không cúi đầu xuống chào người lớn. Thì những người này chúng ta không thể ghét được, là mình biết chắc họ đi đâu tới đây rồi. Họ từ đâu tới rồi. Cho nên đây cũng có thể trả lời với những câu hỏi mà dẫn dơ với một cái số người mà họ nghiên cứu khoa học, mà cái kiểu như là họ không thích đạo Phật. Họ nói là bây giờ nếu mà từ cái hồi mà thành hình cái quả địa cầu này á, thì cái số lượng cái người rất là ít, nhưng mà tại sao bây giờ đông quá? Bây giờ đông quá thì chúng ta có thể trả lời được rồi, phải không? Chúng ta học Phật tới đây là chúng ta có thể trả lời được là tại sao mà quả đất chúng ta, loài người mỗi ngày mỗi đông hơn. À, tới đây là chúng ta trả lời được rồi. Thì cũng có thể nói chuyện với mấy người mà khiều khiều móc móc mình kẻ hơn thua, thì mình có thể trả lời được là lý do tại sao loài người càng lúc càng đông. Và đó là một cái loại thứ nhất, đúng không? Cái loại thứ hai là quỷ theo gió. Thì hết báo sinh ở thế gian phần nhiều làm các loại kỳ dị. Tức là cái loài mà súc sanh kỳ dị là nó báo cái điểm xấu á. Báo điểm xấu thì ở đây thì làm thân người, sinh trong loài người sẽ hợp với cái hạng quái dị. Chúng ta thấy cái người quái dị không? Chắc mình cũng ngầm ngầm hiểu người quái dị là cái kiểu gì, nói nó bít lòng đúng không? Không bao giờ họ sống với một đời sống với một người bình thường á. Không làm chuyện bình thường. Mà không làm chuyện bình thường thì thôi đi, còn làm cái chuyện quái nữa. Không, chẳng có những cái... Chúng ta thấy có những cái chuyện quái ác trong cái cuộc sống này. Mình nghĩ là loài người không có đủ cái đầu. Nếu mà người mà họ đã sanh làm người nhiều đời, họ quên mất cái chuyện đó rồi, chỉ trừ những cái loại đó lên họ mới làm nổi những cái điều quái dị đó thôi. Họ có thể hành hạ một con người mình thấy quái lắm luôn á. Người ta đau khổ, người ta như thế nào họ gần như không quan tâm, để họ thỏa cái tâm thức của họ. Tại vì cái tầng sóng âm của họ, cái tầng sóng thức của họ đã quân tập những cái đó để gây đau khổ, gây bức bách. Họ sẽ sống một cái đời sống mà không bình thường của một cái loài người. Thì rõ ràng là bao nhiêu vốn liếng sinh tử trong nhiều kiếp của họ mang tới đây, đúng không? Gọi là vốn liếng sinh tử của họ. Phải nói một câu rõ ràng như vậy. Thì vậy là khi họ mang cái vốn liếng tới đây thì họ xài bao nhiêu đó à. Cho nên chúng ta lỡ mà có gặp những người này, chúng ta cũng không nên bất ngờ. Thứ nhất là chúng ta không bất ngờ. Thứ hai là chúng ta không được buồn phiền, không nên buồn phiền, mà chúng ta nên thương họ, hiểu để mà chúng ta thương. Họ đã vất vả trong sinh tử muôn vạn kiếp đời này mới được làm người đời đầu tiên. Và cái vốn liếng làm người họ kém lắm. Gọi là những người này mà tìm một chút nhân cách với họ khó lắm. Chúng ta nên hiểu, phải không? Hiểu mà thông cảm họ. Cho nên nhiều khi mà chúng ta gặp những cái người mà gọi là quái dị gì đó, thì chúng ta cũng nên biết là họ với nhiều đó, họ xài nhiều đó. Thông cảm, thông cảm. Nếu mà có duyên, đúng không? Giống như kỳ trước mình nói, thì chúng ta nên là sám hối, nên cầu nguyện, nên tu tập để mình hồi hướng phước lành của họ, để cho họ hồi tâm chuyển ý nếu họ là người nhà của mình. Cho nên khi mà nhìn trong cái sinh tử này á, chúng ta mới, nếu mà chúng ta khéo học cái bài này, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn về cuộc sống nó thông, nó thoáng đó. Chúng ta không thắc mắc là tại sao người ta, người đó lại vậy. Không bao giờ cuộc đời mình đặt câu hỏi đó nữa, tại sao phải như vậy. Tại họ như vậy thì họ không khác hơn được. Tại họ vốn là như vậy rồi. Trả lời một câu rất là dễ dàng là họ vốn như vậy rồi. Vốn họ có nhiều đó mà. Kêu xài cái khác họ xài không được. Thành ra có những người ví dụ như cách đây hàng tỷ kiếp đây, họ là những người mà có một cái lần nào đó họ quý cái hình thức của Tăng Bảo. Ví dụ vậy.
nhưng mà họ lại tạo những cái quả báo ác để họ bị đọa từ địa ngục rồi đến ngạ quỷ lên súc sanh. Bây giờ hết những cái nghiệp đó rồi, bây giờ lên làm nghiệp người thì ngay đời này họ là một tu sĩ. Tu sĩ cũng nhiều cũng quái lắm à. thì cũng có dạng này đó. Thì vậy là có những người rất là hiền thiện, nhưng mà những người chúng ta nhìn vào là chúng ta biết là rõ ràng là không phải đời trước làm người, mà đời này được làm người đã thành một tăng sĩ nữa. Mà đó là cái phước của mấy ngàn kiếp về trước á. Thì vậy là khi mà đã hết những cái quả báo xấu ở ba con đường ác rồi, thì chuyến này họ được khôi phục cái phước làm tăng của họ. Nhưng nếu những người đó mà được gặp một cái thiện tri thức tốt, để họ giữ được cái phước làm tăng cho người này bằng một cách thức nào đó, theo cái sự chỉ dạy mà người này chịu nghe, chịu học, chịu làm theo, phải ba bốn điều chịu đó mới được, tức là phải chịu làm theo nữa, phải học hỏi đàng hoàng mới chịu làm theo, thì ít lắm, tức là người đó sẽ được giữ cái phước làm người ở đời sau để tiếp tục làm tu sĩ, hay là còn có thể tiến hóa hơn nữa. Thì cái đó là một cái duyên phước ngàn kiếp của họ. Chứ còn nhiều khi á, ví dụ như trong nhiều ngàn kiếp về trước của mình trong sinh tử, nghe chưa, mình cũng rất là quý kính Tam Bảo, mình cũng có quy y ông thầy đó rồi. Nhưng mà đời này thì ông thầy đó cũng ghê gớm lắm rồi, ông giỏi lắm rồi, mà mình trở lại mình làm người để được gặp lại vị thầy xưa của mình cũng khó lắm à. Không phải dễ đâu, đỡ là làm người cũng có thể tu, cũng có thể học, nhưng mà chưa chắc đã được gặp vị thầy xưa của mình. Gặp vị thầy đó thì tiến hóa nhanh lắm, nhanh rất là nhanh. Cho nên khi mà những người đi theo bất kể một cái dòng pháp nào đó, mà tại sao họ giỏi là họ gặp lại dòng pháp cũ, dòng pháp này họ tu hoài, đời nào họ ra họ cũng tu theo cái dòng pháp này hết. Cho nên ông thầy nói cái kiểu gì họ cũng hiểu được, và họ ông thầy khó cỡ nào họ cũng tu theo được. Nhưng mà cái dòng pháp nó chưa dính vô tâm thức mình được sâu, thì nói á, nghe á, thì mình cũng cảm giác hay, nhưng mình làm không được. Cho nên mà ai mà nghe nói ông thầy cũng giảng hay quá, nhưng mà tôi không biết làm sao tôi sống theo được. Nghe hay nhưng mà sống được là lý do tại sao? Lý do là mình đã chưa có quân tập sâu trong cái dòng pháp này. Thật ra đây là một cái chuyện mà trong sinh tử để chúng ta mới thấy là với cái nhìn về sinh tử của đạo Phật cũng rất là sâu ha. Rồi tới cái loại thứ ba là những cái loài hồ là gì? Là những cái cổ quỷ, những cái cổ quỷ theo loài người. Nói từ cái loại mà cổ quỷ rồi bắt đầu sinh lên súc sanh thì làm cái gì? Làm sâu. Rồi làm loài có độc, loài sâu có độc. Hay là cổ quỷ sanh là theo làm sâu, làm những loài thú có độc. Thì như vậy là sinh lên làm người hợp với cái hạng ngu dại. Những cái thú độc thì sinh ra người dại hoài, ăn câu không thuộc nữa. Không thuộc thiệt chứ không phải giống như ngày Bần Đặt ngày xưa giả bộ đâu. Cái nghiệp của họ thì sao mà không biết. Mình thấy rõ ràng là mình nói câu, nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược hoài, nhưng mà họ không có làm được, không cách nào họ làm được. Nếu điều mà trẻ cái ốc mà mình họ nhét vô, họ cũng móc, họ dục ra nữa để họ chứa cái ngu, chứ không bao giờ họ chứa cái khôn được. Có những cái mà nhiều khi mình cũng buồn, mà nói mà tại sao mà dạy tới và lui có một chuyện à, mà không tỉnh nổi. Không tỉnh là không tỉnh rồi nha, dứt khoát là không là không. Thì mình mới thấy đời trước mình nói với nhau là cái nghiệp nó che, nó trở thành một cái loại bức tường mà dày đặc, để nó che ngay cái tầng dao động sống thức của mình, để không bao giờ nhận cái sống thức của một người khác có thể phát triển hoặc là tạo sự rung động tốt hơn, để thông minh hơn chút là không được. Nghiệp nó lớn đến cái độ nó có thể che chắn được những cái lời hay. Có nhiều khi nghe cái lời hay á, thì mình lại khó chịu nữa chứ. Có nha. Có những người họ không thích nghe Phật Pháp đó. Ví dụ như trường hợp mấy Phật tử đi chùa biết liền. Có ông chồng ở nhà không có thích. Về tối bắt Phật Pháp lên, một là tắt máy, hai là cái máy nó bị bể. Đập máy bỏ, không có thèm nghe đâu. Có không? Có nhiều lắm, họ khó chịu lắm. Họ rất là khó chịu khi nghe cái tiếng Phật Pháp. Nó có những cái loài như vậy.
thì chúng ta phải hiểu rằng là họ là ai. Thì như vậy là nếu mà họ có duyên với mình, như kỳ trước mình nói, nếu họ là người thân mình, là cha, là mẹ, là chồng, là con, là anh em, là bà con quyến thuộc gì đó, mà có cái gì liên hệ tới mình, mà thật sự khi gặp mình là đã liên hệ rồi. Cho nên có được cái duyên như vậy là chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là với bản thân của mình là mình còn phải tinh tấn tu hơn nữa. Cái thứ hai là chúng ta phải hồi hướng tất cả những phước lành của mình đến người đó và cầu nguyện cho người đó được hồi tâm chuyển ý, không? Chúng ta làm bằng tất cả khả năng đó. Đồng thời chúng ta phải sám hối phụ cái nghiệp chướng của họ. Vậy họ vô minh, họ dùng từ sám hối, họ không biết nào, kêu họ sám hối họ còn chửi mình nữa. Vì vậy là mình phải âm thầm làm cái việc mình phải sám hối cho họ mà họ cũng không biết cái gì. Vậy đó mà thời gian họ được chuyển. Thật ra là cái việc mà tu tập của chúng ta mà ảnh hưởng được người thân á, là một cái gì đó chúng ta phải có công lực lớn lắm. Có những cái khi á, là người vợ trong nhà ảnh hưởng cả gia đình theo đạo, có những khi người chồng trong nhà ảnh hưởng cả gia đình theo đạo, có khi đứa con trong nhà sẽ ảnh hưởng cả gia đình theo đạo. Thì cái người mà ảnh hưởng lớn là người đó phải có cái lực lớn. Lực lớn không phải là trong một đời này đâu mà nhiều kiếp rồi. Thật ra có những người hỏi, có những khi họ lại họ than, họ khóc và nói là bây giờ thầy phải cứu con về gia đình con như vậy á. Khổ quá rồi, con cứ làm sao mà chuyển được cha, được mẹ, được anh em, được dòng họ. Con cứ con ăn chay, họ bỏ đồ mặn vô, con đi chùa về bị chửi 3 ngày không yên, vân vân, tất cả những chuyện như vậy. Tôi nói rõ ràng là mình bị động, mà mình động đến cái độ là mình không còn bình an được nữa. Mỗi một lần mình đi tu tập thì rõ ràng là cái lực của mình từ ngàn đời ngàn kiếp cho tới bây giờ yếu quá, quá yếu rồi. Vì vậy buộc mình phải tinh tấn hơn và phải dành một cái thời gian bí mật nào đó riêng cho mình, đúng không? Đến ra ví dụ như ban đêm người ta ngủ mình thức, thức thì nếu mà không có thức dậy để ra được bằng Phật lại Phật, niệm Phật, thì mình bản thân mình nằm tại đó, mình cũng tìm một cách mình vận dụng công phu để mà tu tập, để cho cái nội lực công phu mình rất lớn. Và khi nội lực công phu mình lớn rồi thì mình mới có thể chuyển được. Còn nếu không khó lắm, đừng có nghĩ là mình sẽ cầu nguyện, mình cúng kiến này nọ kia là mình chuyển được. Nó chỉ có một phần thôi, nhưng mà một phần là cái công phu tu hành của những người thân. Tại vì chúng ta thấy cái liên hệ của mình đối với những người thân á, mà nếu chúng ta sâu chút trong thiền định, chúng ta mới thấy những cái gọi là những cái rút của cái mắt lưới á, không? Chúng ta biết cái lưới rồi chứ gì, phải không? Lưới mà đăng lên sông á, rút này nó dính rút kia nó dính, rút nọ dính, dính gần như là chúng ta cũng cột dính gần hoặc là dính xa với tất cả chúng sanh muôn loài hết 10 phương pháp giới này, chứ không phải ít đâu. Không phải riêng của quyền thất tổ mình, của quyền thất tổ mình là trong mấy cái rút gần nó thôi, chứ mấy rút xa hơn nữa là còn hơn nữa, chứ không thể của quyền thất tổ được. Thật ra là giữa mình và chúng sanh muôn loài khi đã gặp nhau trong tam giới này, rõ ràng là có cái rút mắt với nhau, có nhân duyên nhân quả với nhau hết. Thì làm sao để cho những cái rút này được tốt, hoặc là chúng ta tháo được cái rút này, đó là cái khéo công phu, khéo tu tập của mình. Cái loài thứ tư nữa là cái loại gọi là lệ quỷ. Lệ quỷ thì hết báo sanh nhân gian làm loài dung. Thì loài dung đó thì sinh làm loài người. Chứ loài người thì sẽ thành một cái hạng gì? Tức là loài quỷ độc hồi nãy thì thành cái loại ngu dại ha. Rồi loại trùng độc á, loại sâu độc á, thì sanh làm cái loại nham hiểm. Rõ ràng là đụng tới đâu là người ta bị khổ tới đó. Mà hồi nó còn làm sâu thì người ta chạm tới nó cũng bị bệnh, cũng bị khổ, bị đau, đúng không? Thì khi sanh làm người với cái sự nham hiểm của họ thì loài người cũng khó mà sống khi được gặp họ. Khó sống khó được một ngày bình yên nếu chúng ta sống gần một người nham hiểm. Rồi cái loài thứ năm là sinh làm những cái loài dung á, không? Những cái loài dung mà được sinh làm người, sau khi trả nợ cũ sinh làm người thì sinh trong nhân đạo, thì cái loài này cái tâm nhỏ nhen á, thì rõ ràng là đời trước là chui rút ở dưới đất, không? Cho nên đời này lên làm người là tâm không có bao dung, không có rộng lượng, không có thứ tha.
giận người ta một cái là để đời, dứt khoát là chuyện này để bụng, sống để bụng chết mang theo. Tôi hứa với thầy là tôi không bao giờ quên thầy chuyện này. Đó là cái gì? Đó là thể hiện cái nghiệp vướng mắc sâu đậm của mình chứ. Hay ho thì nó mà khoe, mà nhiều người thích khoe kiểu đó lắm. Giận cái là nó là sống để bụng chết tôi đem theo á, chuyện này tôi không bao giờ tôi quên được. Vừa phải tới cho nên hiếp tôi quá mà. Đó là thể hiện cái gì? Cái nghiệp dính mắt sâu đậm của mình chứ không phải là hay ho gì đâu. Nhưng mà mình đứng cương vị là mình là cái người có đạo lý, cho nên mình không thể chấp nhận cái người sống sai đạo lý, không thể chấp nhận một cái người sai trái, không thể chấp nhận sai với ai chứ không có được quyền sai với tôi. Đủ thứ chuyện mình lý luận hay ghê gớm lắm, nhưng mà rõ ràng đó là cái gì? Thể hiện cái sự dính mắt quá đậm của mình. Mình là ai? Mình là cái núi, cho nên ai đụng kiểu nào mình cũng đụng vô, hiểu không? Bị vướng đủ cạnh đủ khía. Mà không bao giờ mình buông ra được. Mà không buông ra được thì rõ ràng sự dính mắc của mình. Còn á, sống trong cái cuộc đời này, tính cái chuyện mà nhỏ nhặt, cái chuyện mà chi chích, không bao giờ rộng lượng để bỏ qua được bất kể một cái gì. Tiền bạc rồi danh lợi hay bất kể một cái gì, cứ tính là tính chuyện rất là nhỏ, không có lớn. Cái đầu người đó thì không bao giờ lớn được. Muốn tìm một cái người mà cái đầu lớn thì họ phải là ai, chứ còn nếu mà ở thấp mà đi lên thì cái đầu lớn rất là khó. Thật ra cái loài dung thì khi mà làm người rồi á, thì cái đầu tính rất là nhỏ, nhỏ lắm. Họ nhìn nông cạn lắm, họ nhìn nhiều lắm là làm sao mà nay đủ ăn, mai đủ ăn nữa là được rồi. Chứ họ không tính được tới 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày. Và thậm chí là họ chỉ làm sao mà họ cho đời sống họ được yên ổn thôi, vợ con hoặc những người xung quanh họ không thèm nghĩ tới. Và giỏi lắm thì họ có thể nghĩ được gia đình họ, chứ dư khỏi gia đình họ là không bao giờ có. Vậy thì rõ ràng là những người đó quá nhỏ nhồi. Vậy nên mỗi người mà để có thể có một cái tầm nhìn cho cộng đồng thì đâu phải dễ kiếm đâu. Mà nếu mà mọi người mà có một cái đời sống cho cộng đồng, có một cái lợi ích cho cộng đồng ngay nơi hiện tại, rồi người có tầm nhìn xa hơn nữa là trong tương lai, mình nhìn xa hơn nữa là cho thế hệ mình, mà cho thế hệ kế tiếp nữa nó như thế nào, và cái sự tồn tại và phát triển của hàng hà sẽ số thế hệ về sau của loài người thôi, thì đó là mọi người khó kiếm trong nhân gian này rồi. Huống chi là không phải là cái chuyện phát triển để sống sung sướng hạnh phúc giàu sang nữa. Không phải là cái chuyện đầy đủ tất cả quyền lợi, mà cái đời sống họ phát triển về tâm linh đó, họ được sống bình an, họ được hạnh phúc, rồi họ được khai mở trí huệ, họ được tăng trưởng phước báo để họ được giác ngộ giải thoát, thì cái tầm nhìn này mới đúng tầm, phải không? Nhìn như vậy mới gọi là nhìn đủ cái tầm. Như vậy vậy là người trí tuệ này không phải là người thường, mới có đủ cái hiểu biết mới có thể nhìn xa trông rộng như vậy. Cho nên khi một người họ có một cái chiều sâu tâm linh rồi á, mà họ tiếp xúc với những người có duyên với họ, quý vị không biết họ chờ đợi để nói một câu với người kia hả? Có khi 5 năm hoặc 10 năm, có khi 5 đời hoặc 10 đời. 5 năm, 10 năm là ngắn lắm á. Tại vì họ biết rõ ràng là cái nghiệp họ với người này, nhưng mà cái tầm của người này không thể nghe được cái câu này. Họ chờ hoài, chờ hết đời rồi không xong qua đời sau kiếm nữa, kiếm nữa gần nữa mà cũng không nói được. Các vị Bồ Tát, nếu mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện này chúng ta thấy thương lắm. Mỗi một đời chúng ta mở một chút, mỗi đời nhích một chút, mỗi đời nhích cho họ một chút, họ công phu, họ tu tập, họ lại Phật, họ tăng trưởng chút phước là dữ lắm rồi. Rồi nếu mà họ được lại Phật thường xuyên, họ tu tập thường xuyên, họ tạo phước thường xuyên là cái phước họ lớn. Nhưng mà muốn đợi tới chừng đó để nói họ một cái câu Phật Pháp hơn cái việc làm phước thì phải đợi không biết bao nhiêu đời. Chứ đừng có nói chuyện mà muốn chuyển hóa một con người là dễ. Nhưng mà có nhiều người, thật sự thì chính bản thân tôi ngày xưa chúng tôi cũng ảo vọng lắm. Phải dùng cái từ như vậy. Tôi nghĩ là với cái thấy cái nhìn của mình như vậy là mình có thể gặp người đó, mình có thể khai thị người đó có thể ngộ đạo sống đúng cái chân lý. Mà rõ ràng cái điều đó chờ hết đời này không biết kiếm ra được người để mà nói một câu cho họ ngộ chưa nữa. Hiếm lắm, đâu phải dễ mà gặp người đó để nói chuyện đó đâu. Nó thành ra là khi mà chúng ta thấy tất cả những cái phương tiện học đạo mà phải dẫn dắt, phải nâng đỡ, rồi phải
phải gọi là xô đẩy họ từng bước một, chứ không phải là dắt đi nữa. Là đứng sau mà xô á, nhiều khi còn không đi, còn dội ngược trở lại với mình nữa, chứ đừng nói là họ đi tới, họ tiến quá. Thì ra khi mà căn cơ á, chúng ta nhìn thấy cái này để chúng ta biết là cái căn cơ của loài người của chúng ta, phải dùng cái từ như vậy. Và căn cơ đó là từ đâu tới đây, và chúng ta hiểu được như vậy để rồi mình gọi là khéo phương tiện. Nếu như những vị mà có một cái thấy nhìn tương đối sâu trong sinh tử rồi, thì chính cái sự học hiểu này mà họ hiểu hơn về người đồng loại của mình, và họ sẽ tạo được rất là nhiều cái phương tiện để có thể cải hóa được người ta, để có thể làm cho người ta tiến hóa. Rồi tới một cái loại nữa là gì? Cái loài sinh ở nhân gian mà làm cái loài cung cấp thịt để ăn á, xem cái quả báo của họ là họ là cái loại quỷ khí, và hết cái quả báo quỷ khí rồi thì họ sinh là nhân gian làm cái loài cung cấp thịt để ăn. Thì như vậy họ trở lại làm người thành những người hơi nhu nhược, sanh ra là bị tùng, bị xẻo, bị cắt, bị xén, đúng không? Sợ, sợ cho nên bây giờ làm gì cũng ớn. Kêu làm gì cũng không có dám làm. Đó, làm đương đầu với công chuyện lớn là chắc chắn là bỏ chạy mất. Bỏ chạy mất trước cả, rồi nói chuyện sau từ từ xin lỗi, chứ mà chuyện đó tôi làm không được, mà tôi không có nỡ trả lời là tôi làm không được, chết trốn mất tiêu rồi. Đó, gần như là những cái chuyện mà chính những cái chuyện quan trọng thì người ta vừa mở lời cái quay tới và lui thấy 10 người, hồi sau còn có 9 người à. Rồi mình là nhân vật đó bỏ chạy mất rồi. Đó ra là chúng ta thấy những cái người nhu nhược thì họ không có làm được cái gì cho cuộc đời của chính họ, những cái lập trường họ cũng không có. Khi họ làm cái chuyện đó, dạ dạ thưa thầy, con nhất định là con sẽ làm, như ba bữa báo lên thầy ơi con làm không được, ba bữa là nhịn lắm rồi đó. Chứ không phải là bữa trước bữa sau ngay câu nói là thôi tôi không có làm đâu, cái chuyện đó khó lắm, thôi để người khác đi. Nghe cái bản thân mình nó chỉ cách để cho sửa thân của mình thôi mà sửa còn không được nữa. Để mình chấn chỉnh cái đầu mình chút thôi, mình để có một đời sống tốt hơn chút thôi, mình làm không nổi nữa. Nhu nhược đến cái độ là mình không thể sửa cái thân mình tốt hơn được, chứ đừng nói là làm chuyện lợi ích cho ai. Thì rõ ràng là người này cái nghiệp gì? Nhiều đời là bị người ta cắt, người ta xẻo thịt, người ta ăn rồi, phải không? Sanh ra những cái loài súc sanh để cung cấp thịt cho loài người ăn rồi. Để đời này được tiến hóa lên để làm người á, thì rõ ràng là họ không có cái khả năng, họ không có cái bản lĩnh để họ sống. Họ sống chỉ là nương tựa, họ sống chỉ là núp bóng, không dám đương đầu về mỗi tình huống. Nên nếu mình gặp những người này rồi, đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện là giao việc lớn. Giao việc lớn là cái như là mình bị thất vọng dài dài thôi, chứ không bao giờ mình có cái khả năng thành công được gì. Cái loài kế tiếp là khi họ ở cái đời, họ còn loài áp quỷ á, theo u quẩn thì tiêu báo hết, sinh lên thế gian phần nhiều làm loài đồ mặc. Sinh làm loài đồ mặc thì ở đây khi mà làm người á, thì làm người thì sẽ trả hết quả báo trở lại sinh làm người theo nhân đạo, thì hợp với loại lao lụy, tức là cực nhọc, tức là bao bọc mà làm cái loài súc sanh, mà ví dụ như những cái loài gì tầm kéo kén gì đó để mà dịch giải làm đồ mặc cho người ta, hoặc là làm những cái loại gì làm đồ mặc người ta, tức là bao thân bọc thân người ta rồi. Vậy mà hết quả báo sanh đời này làm những cái người lao lụy, tức là cực nhọc mà khổ lụy, trong lao nhọc khổ lụy cả đời để có thể phụng sự, để có thể lo lắng người khác, cho họ không có cái gì khác hơn, cái khả năng không thể làm gì khác, nghĩa là gần phần nhiều là những người phục dịch, những người lao lụy trong đời sống này. Nếu mà đời trước họ là những cái loài súc sanh mà làm đồ mặc cho người khác. Rồi những loài mà võng lượng quỷ mị tinh hoa, khi cái báo hết ở thế gian phần nhiều làm loài cảm ứng, thành cái loài súc sanh cảm ứng, tức là hồi trước mình nói rồi, tức là họ có khả năng họ báo điềm cho mình. Có loại báo điềm tốt, có loại báo điềm xấu. Ví dụ như sáng ngày chúng ta nghe chim kêu chí ché ngoài, biết nay có khách, ví dụ vậy đó.
Đó là nếu mà nghe mà chim cú kêu mà 3 tiếng bỏ bay mất tiêu thế nào cũng có chuyện. Thì điềm có khi là điềm xấu, khi điềm tốt. Như ở đây thì nói cái loài chim, chim cảm ứng, tức là nó báo một số cái điềm lành của mình. Hoặc là chúng ta thấy chim én thì chúng ta thấy mùa xuân về hay gì đại khái là như vậy. Thì những cái loài chim đó khi đền trả đủ nợ sinh thân làm người thì hợp với cái loại văn hoa, tức là lần này có thể học hiểu rồi có kiến thức rồi thì có khả năng về văn chương giữ nghĩa, tại vì cũng nhân quả đời trước họ báo được những cái điều hay, điều lành, điều đẹp. Ở cái loại dịch sử, tức là quỷ mà quỷ dịch sử á, thì theo sự hiển linh, để khi diệt hết báo rồi thì sinh thế gian phần nhiều là làm tất cả những loài hư trưng. Tức là loài này thì cũng báo điềm tốt. Thì như vậy cái loài mà hư trưng đó đó, khi đền trả hết nợ trở lại làm người theo làm nhân đạo thì lại thông minh. Loài này lại là cái loài thông minh, học đâu có thể hiểu đó. Thì cái loài này là cái loài đã báo điềm tốt nè, cái loài hư trưng tức là báo điềm tốt cho người ta. Thì vậy là chúng ta sẽ thấy những người thông minh là đem nhiều cái thông tin hay tới cho loài người, đúng không? Người thông minh là họ có khả năng là họ sẽ phát minh, họ sẽ phát kiến. Một là họ học giỏi, hai là họ nhớ dai, ba là có những cái phát minh mới cho loài người. Tức là luôn luôn những người mà thông minh mà gọi là có chút đạo tâm nha, phải thêm câu đó mới được. Thông minh mà có đạo thì nó khác. Người mà thông minh mà không đạo lý thì thiên hạ sẽ khổ đau lớn. Thông minh nhiều, đạo lý nhiều thì thiên hạ có lợi nhiều, nhưng thông minh nhiều mà tàn ác thì càng dữ hơn nữa. Chúng ta phải thấy hai chiều ngược lại của nó. Cho nên ở đây chúng ta mới nói là thông minh mà có đạo lý thì nó sẽ đem lại lợi ích rất là lớn cho người ta. Rồi một cái loài nữa là tuyền trống quỷ ha. Tuyền trống quỷ thì sau khi chết báo sinh lên phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. Thì như vậy là khi ở loài súc sanh quấn quýt bên người mình là ai? Những cái loài mà chạy lăn quấn bên mình á. Thì vậy là khi trả hết nợ đủ sinh lên làm nhân đạo thì xen hợp với cái loài thông đạt. Vậy mà trở thành những người thông đạt mới là lạ. Quấn quýt gần gũi người thật ra chúng ta thấy cái loài súc sanh mà lên để thành một cái loài người thông minh, loài người hiểu biết, loài người văn chương, loài người thông đạt là những cái loài nó bắt đầu kề cận với loài người rồi. Nhưng mà cái sự kề cận đó là luôn luôn đem lại cái gì có ích cho loài người để đời sau mới có thể sinh ra mang cái thân người có những cái cuộc sống tốt hơn. Còn những người chỉ vậy mà chúng ta thấy á, từ những cái loại súc sinh mà nó báo điềm hoặc là báo điềm lành hoặc là những loại quấn quýt quanh loài người thì sinh ra làm người đã đạt được như vậy rồi. Nếu như loài người của mình, bây giờ mình phải tới loài người trở lại làm người chứ, đúng không? Thì người như loài người của mình mà sống không có nhu nhược, không có ích kỷ, không có sợ hãi, không có xấu xa, không có đần độn, không có gì hết, ví dụ vậy. Có một vị người được như vậy mà đời sau làm người nữa thì kinh hồn lắm à, đúng không? Nhưng mà tại vì họ là những người sinh ra ngoan cố, họ là những người đần độn, họ là những người nhỏ nhen ích kỷ, họ là những người gian xảo, họ là những người nham hiểm, thì đời sau nếu mà đời này được gặp Phật pháp thì đời sau cái phần nham hiểm nó sẽ giảm bớt một chút, đúng không? Người đần độn sẽ thông minh hơn được một chút. Rồi cái người mà cố chấp thì nữa, họ sẽ nhẹ nhàng hơn chút. Người ích kỷ nhỏ nhoi họ rộng lượng hơn được chút, ví dụ vậy. Nhưng mà phải được gặp Phật pháp, phải được cái sự huấn thị nào đó, một sự học hỏi tốt của một cái vị minh sư nào đó thì họ mới bắt đầu được khai mở. Chứ nếu không những cái nghiệp đó nó sẽ đời này kiếp nọ đi hoài. Cho nên á, khi mà chúng ta gặp những người mà họ vẫn giữ nguyên cái nghiệp xưa của mình, gọi là những cái dư báo á. Thật ra nhìn chúng ta thấy loài người nhưng mà chưa có thuần thục của người ha, thì chúng ta nhìn kỹ họ sẽ lộ những cái dư báo cũ. Những cái người mà thuần thục làm người trong nhiều kiếp
thì chúng ta sẽ nhận ra được. Nhận ra được ở cái chỗ nào? Cái nhân cách của họ hay lắm. Tại vì họ đã nhiều đời, họ đã làm người rồi, thì nhân cách chúng ta chưa dám nói là tuyệt vời, nhưng mà rất là chuẩn mực. Có những cái điều nó thấp thổi người đó làm không được, những cái sự nhu nhược họ không có làm, nhỏ nhoi họ không làm, nham hiểm họ không làm. Tại vì cái loại đó không phải loại người, những cái đó không phải là tâm tính của loài người. Cho nên loài người là một cái loại mà gọi là chúng sanh tinh khôn, chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Thì những cái điều mà nhỏ nhặt, ích kỷ, ngoan cố, đần độn, nhỏ nhoi, nhu nhược, nham hiểm là không làm. Và khi người đã dứt bỏ được những cái điều này trong đời này rồi, thì cái nhân cách làm người họ được tăng cao. Đây là điều để chúng ta biết. Cho nên rớt vào những cái tình huống đó, tình huống này từ đầu nó là gì? Là cố chấp nè, ngu si đần độn nè, rồi gian xảo nè, rồi nham hiểm nè, rồi ích kỷ nhỏ nhoi nè, rồi là nhu nhược hèn yếu. Thì những cái tính đó không phải là tính khí của loài người. Nếu mà chúng ta đang có cái này nơi tâm, thấy chưa, thì chúng ta nên lẹ lẹ dứt trừ nó đi. Dứt trừ này để mình giữ được cái nhân cách của con người. Người mà trở lại làm người thì dứt khoát là những cái chuyện này không thể được. Vì vậy là tạo thành một cái nhân cách lớn hơn, tốt hơn, đẹp hơn, để sinh tử sắp tới dù là chúng ta không được giác ngộ giải thoát, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống thăng hoa hơn nhiều, đầy đủ nhân cách làm người. Sau đó mới kèm theo là học Phật Pháp, rồi quy y Tam Bảo, rồi giữ đầy đủ năm giới nữa, thì rõ ràng là thành một người tuyệt vời ở đời sau. Bây giờ nếu mà bây giờ chúng ta có một chút thông minh và có đạo tâm để chúng ta làm lợi ích cho nhiều người, thì chúng ta đời sau sẽ là một người phúc đức lớn lao vô cùng. Chúng ta là những người thông đạt mọi điều, để mình đem cái sự thông đạt của mình, đem kiến thức, đem cái thấy nhìn để làm lợi lạc cho nhiều người của mình, thì đời sau thì tuyệt vời. Cho nếu mà muốn nói trở lại đời sau á, thì chúng ta nên chọn những cái gì tốt nhất để cho đời sau được thăng tiến. Mà muốn vậy là chúng ta phải bỏ những cái không cần thiết, không phù hợp với cái đẳng cấp loài người. Chúng ta dùng cái từ như vậy. Vì đẳng cấp loài người là không thể nào mà đần độn, không thể nào mà cố chấp, không thể nào mà ngu si, không có thể nào mà léo lự, không có thể nào mà nham hiểm, không có thể nào mà nhỏ nhoi và nhu nhược được. Không chấp nhận những điều này nơi tâm của mình, mình phải biết đó không phải là nhân cách của loài người. Đó, thì vậy là học để chúng ta hiểu, chúng ta loại được những cái điều đó ra. Thì khi tất cả những cái điều này mà được chúng ta loại rồi, thì chúng ta có tư cách, có nhân cách, nhân cách đúng đắn của loài người được phát triển. Tức là nếu mà đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba mà được làm người á, thì chúng ta thấy rõ ràng là họ thuần lắm. Chúng ta gọi là thuần cái nhân cách của loài người, họ thuần lắm. Nhưng mà mình nhìn họ nó còn dư báo. Dư báo là nham hiểm, mà dư báo là cái gì? Lẻo lự, dư báo là những người cố chấp. Có những cái dư báo đó mình thấy rõ. Rõ không? Tiếp xúc với nhau mình thấy mấy này rõ lắm. Họ đần độn thì mình không nói đi, tại vì cái nghiệp đần độn thì nó cũng là một cái loại dư báo, nhưng mà cái đó là mới quá rồi. Chứ đã người trở lại làm người là họ hiểu hết tất cả những cái gì của ngôn ngữ loài người. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy nha. Khi mà đã là người thuần thục rồi á, nói kiểu nào người ta cũng hiểu. Cho nên tất cả những cái ngôn ngữ của loài người là người ta sẽ hiểu hết đó. Thành ra với mình nó không có sách nào cao, với mình nó đọc sách nào mình cũng hiểu hết đó. Tại ổng là con người, mình cũng là con người, mà ổng là người, nói tiếng người là mình hiểu hết. Hiểu cái tâm can của người đó muốn nói cái gì. Thật ra là muốn giảng sách nào giảng, muốn giảng kinh nào đó giảng, không thể có cái gì có thể khuất lấp được trong đầu người đó. Tại vì người ta đã trở lại làm người, sử dụng ngôn ngữ của loài người quen thuộc quá rồi. Và cao hơn mình một chút, cao hơn mình bậc. Thế vậy là những cái loài trời mà tới đây thì rõ ràng là nhân cách họ vượt khỏi phàm mình à. Thứ nhất là gì? Từ cái loài trời xuống, mà nếu mà từ trời mà sụt xuống tầng tới cõi người nha,
Chứ cũng có rất là nhiều cái ông trời rớt xuống tuốt với kia mới mò mò lên trở lại. Thì đó mình không bàn. Có rất là nhiều cái ông trời ông hưởng quá phước tuốt tuột xuống với kia luôn. Mấy ngàn đời sau mới lên làm người lại chứ không phải đơn giản đâu. Chứ đừng nghĩ là về cõi trời hưởng phước rồi đi lên nữa, không có đâu. Có những cái người mà họ tu tập á, thiền định, mà khi họ về cõi trời thì họ có khả năng tiến hóa. Những người mà làm phước mà thiếu công phu tu tập, về cõi trời hưởng phước dễ bị đọa xuống. Đây là điều mà chúng ta phải biết, cái việc làm phước của mình ha. Ai là người đã từng làm phước lớn thì nên lưu ý điều này. Thấy chưa? Nếu mà chúng ta thuần làm phước để sanh về cõi trời, vài về đó thì ăn hưởng không à nha. Ăn hưởng mà không quen tu tập, cho nên hưởng hết phước là chắc chắn sẽ đọa. Nhưng những người mà vừa làm phước mà họ vừa có công phu tu tập thiền định thì vậy là họ sẽ ăn lên chứ họ không xuống đâu. Ăn lên, tức là nếu như ở cõi trời mà có tu tập thì chúng ta sẽ sanh về những cái cõi trời có những cái vị Bồ Tát tới đó dạy tu. À hay vậy đó. Hoặc là chúng ta sanh những cái cõi trời toàn là những công phu thiền định, mà thiền định sâu nhất là cõi nào? Ở từ cõi người mà chúng ta dễ đi lên những cái cõi nào để mà để có thể đi hành Phật sự trong tam giới này là trời đâu xuất. Đa phần các vị mà thiền định sâu á thì họ cũng có thể dạo qua cõi trời đau lợi một chút nữa. Cõi trời đau lợi cũng là một cõi trời bằng công phu thiền định mà đi vào. Nhưng cõi trời đâu xuất là cõi trời mà hiện tại Đức Phật Di Lặc đang giáo hóa, đương lai hạ sanh đang giáo hóa đó. Chúng ta thấy rõ ràng là khi mà Đức Phật của chúng ta trước khi thành Phật thì ở đâu tới thì cũng trời đâu xuất tới. Cho nên rất là nhiều cái vị hòa thượng mà có công phu á, các vị thiền định sâu, các vị hiểu về sinh tử rồi á, nhiều vị phát tâm rất là chuẩn mực là tôi nguyện hết đời này được sanh lên cõi trời đâu xuất để tiếp tục học đạo. Chứ họ không phát sanh, họ không phát nguyện sanh về Tây Phương đâu. Sanh thì cõi trời đâu xuất chơi thôi. Mà đó là thực tế. Nhưng mà muốn vào đó thì phải thiền định ở một cái tầm nào mới có thể vào được. Chúng ta thấy tức cười lắm nha. Nó có những cái hàng rào, gọi là những cái rào chắn tâm linh á. Ví dụ như ở chùa mình thôi. Bữa nay á, có mọi người đi ngang chùa, có tác ý muốn vào, nhưng mà lạ lắm, tới cổng chùa vào không được. Họ không biết lý do gì. Muốn ghê lắm nhưng mà tới cổng chùa tự nhiên họ dội lại, họ nhìn cái họ đi à. Đi liền, không có vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đâu. Họ không biết cái chuyện gì làm họ không thể bước vô ngạch cửa được. Đó là cái chuyện thường. Bây giờ thì ở Tây Tạng còn rất là nhiều cái hang động, không có hang động sâu hung hút. Nhưng mà người của mình bình thường á, là không thể vô sâu quá được 5 mét ngộp á. Có những người họ vô họ bị giống như một cái lực đẩy ra, họ không biết lý do gì. Nhưng mà có một số người họ sẽ vô sâu được vài chục mét, thậm chí là họ vô sâu được tới một cái chỗ ẩn tu của một cái vị nào ở trong đó, họ tiếp xúc được trong đó. Và họ ra họ kể không ai tin. Không ai tin điều này, nhưng mà điều này đang có thật ở trong cái thế giới mình. Thật ra tùy cái mức thiện tâm của mình, tùy cái trình độ tu tập của mình tương ưng tới đâu để mình phá được những cái rào chắn tâm linh, mình được tiếp cận với những vị chuyên tu tới chừng đó. Ở ngay cõi này thôi. Tại sao đời này mình cứ lại Phật hoài, mình mong mình gặp chánh pháp, mình gặp minh sư, mình lại mỗi ngày mỗi đêm mà chánh pháp đâu không nghe được, minh sư đâu không gặp được. Không gặp được đâu. Vì sao? Vì cái nghiệp chúng ta nó dày quá, nó tạo thành cái rào chắn, đụng cái tường thành tâm linh của vị chuyên tu nó bị dội ra. Dội. Nhưng đến một cái lúc nào mà mình gặp được một vị mà minh sư thực sự thì rõ ràng là lúc đó mình cái trình độ cũng khá lắm rồi mới nhận nổi minh sư hôm nay ngồi sát bên mình.
nghe pháp. Nó mình đâu có ai đâu, tới mà mình hay vậy là gần xuống mồ mất tiêu rồi, không có kịp mà học hỏi được điều gì. Thật ra có những cái vị tu sĩ gần như cả đời bôn ba tầm sư học đạo, và nếu mà xách gối chạy hoài cũng thiết tha gặp chánh pháp, gặp minh sư chưa chắc đã được gặp. Nhưng nếu mình yên ở, mình tu tập, có một cái pháp nào đó đúng với chánh pháp mà mình được dụng công tốt, mình được tu tập tốt để thiền định mình chuyên sâu một chút, là phát khởi cái tâm cầu minh sư, là gần như trong chớp mắt mình có thể thấy minh sư là ai. Thành ra cái việc mà người xưa nói là sao xuống biển mà không thấy nước, lên rừng mà không có thấy củi, là do mình không có con mắt để nhìn. Không có con mắt để nhìn không có nghĩa là mình đuôi, nhưng mà thực sự là cái nghiệp của mình nó che mình để mình không thấy nổi đến những cái vị minh sư thật trong đời này. Có nhiều khi họ gặp mình á, cái duyên thứ nhất là cái duyên chưa tới. Duyên chưa tới thì họ làm những cái chuyện để cho mình dội luôn, chờ ngày khác quay lại. Hoặc là nó đã có một chút thiện duyên với nhau rồi, khi gặp minh sư chúng ta thấy dễ, có thể gần gũi lắm. Một cái điều rất lạ là chúng ta gặp là chúng ta có một cái cảm nhận gì đó. Nếu mà trong nhiều kiếp giữa mình và vị minh sư đó nó có nhân duyên với nhau. Có những người hả bị gọi là bị hành hạ mà gọi là tan tành luôn, nhưng mà họ vẫn phải đi theo vị minh sư đó. Thì ra khi mà chúng ta muốn gặp một minh sư và muốn theo một vị minh sư, gặp được minh sư mà theo học được á, thì không phải là chuyện của người phàm có thể làm được. Chúng ta phải nói một câu vậy đó. Nếu mình nói mình theo vị minh sư này cho đời này đi kiếp nọ là đó không phải người phàm làm nổi đâu. Không phải là ai đó mới có thể làm được điều này. Còn người thường thường là một hai chiêu là trốn mất rồi. Chưa có đụng tới cái chuyện sâu là đã bỏ chạy rồi thục mạng luôn, không có quay lại. Đời này tôi thề là tôi không gặp ông luôn, đừng có nói là giải đạo, không có. Vậy là chúng ta cứ gặp những người có những cái hiểu biết, có kiến thức xã hội, có kinh nghiệm cuộc sống, nhưng mà họ không có cái duyên với Phật đạo. Họ chỉ tin rằng cái đời sống hiện tại và họ có khả năng làm lợi cho người này, làm lợi cho người kia, họ không tin sau khi chết. Tôi cũng tiếp xúc người đó ngày hôm qua, cũng có quen với mình rồi mình cũng khuyên điều này điều nọ. Ông bây giờ ông đang đi học cái gì thì tôi không biết, nhưng mà học tới khuya mới về. Ông nói học để đối phó với chính mình. Tôi nói mình mà có gì đâu đối phó, nếu mình hiểu được mình rồi thì mình sẽ có một cái đời sống tốt hơn, chứ học cái cách thức đối phó là càng làm khổ mình thêm. Nhưng mà ông rất là giỏi, mọi người có kiến thức xã hội, người có cái khả năng làm rất là nhiều chuyện để lợi ích người khác. Ông tin rằng là ông sẽ làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, lợi ích đó là cái chuyện thực tế nhất cuộc đời của ông. Chứ còn ông không tin cái chuyện mộng mị sau kiếp này. Ông dùng từ nghe mình cũng hơi đau, là mộng mị, tức là cái chuyện ảo vọng sau kiếp này là cái chuyện ảo. Tôi nói ảo chính là những cái kiến thức đang có trong đầu của ông nó mới là ảo. Cái mà ông đi học, đi gom, đi thu, đi nhặt tùm lum tà la để ông thành một bụng kiến thức của ông, cái đó mới là ảo. Còn cái thật nó phải vượt qua cái đầu kiến thức này thì mới nói chuyện với nhau được sâu. Còn mà học cái kiểu đó là đời này thì chắc chắn ông ra đi mù mịt. Thì mình cũng phiên nhau là làm sao, chứ trong cái đời này ít lắm mình là cái người có kiến thức, có hiểu biết rồi, có cái cuộc sống tương đối yên bình rồi, đủ cơm, đủ áo rồi. Nhưng mà mình thứ nhất là mình chưa biết mình là ai. Cái thứ hai là chưa biết mình từ đâu sanh ra đây. Và cái thứ ba là không biết mình sau khi chết đi về đâu thì phải lo chứ. Tại sao con người sống mà không biết lo chuyện này? Nếu là một người hiểu biết thì họ sẽ biết lo chuyện này. Ít ra mình cũng phải biết mình thật là ai chứ. Rõ ràng khi ngồi lại mình không biết mình là ai, mình không biết mình từ đâu tới, mình không biết mình chết, mình đi về đâu, thì rõ ràng là mình không có kiến thức, dù mình có bằng cỡ nào, có khả năng cỡ nào, dời non lấp biển cỡ nào, mà cái này mù mịt thì đối với cái nhìn của Phật đạo họ là người vô minh. Thật ra chúng ta phải học làm sao để chúng ta tu tập, chúng ta biết được mình. Và lạ một cái, khi chúng ta mở toang cánh cửa của mình rồi á, thì chúng ta sẽ thấy được nhiều điều. Đó, cho nên trong Phật Pháp nó có một cái điều hay là chỉ cần chúng ta phá vỡ được những cái vọng tình, vọng chấp của chúng ta thôi, là chân trời sẽ rộng mở phía trước.
nó sẽ trả lời liền sau một lần thiền định thành công của chúng ta. Cho nên cái việc tu tập là một cái gì rất cần cho cái những cái bước tiến hóa tâm linh của tất cả chúng ta. Dù chúng ta là ai, nếu chúng ta không có những cái công phu thiền định tốt, đúng với chánh pháp, thì chúng ta sẽ bị gói trọn trong cái nghiệp của mình để mình đi theo đời sau. Nhưng nếu chúng ta có công phu thiền định, chúng ta phá vỡ những cái lớp nghiệp tập che chắn mình á, mắt huệ chúng ta sẽ mở, đời sống tâm linh chúng ta sẽ thăng tiến, phước báo chúng ta sẽ lớn hơn. Thì tự động mình sẽ nhìn xa, nhìn sâu, nhìn rộng, nhìn rõ, nhìn đúng, nhìn chính xác hơn về chân lý, về chánh pháp, chứ nó không còn mù mù mờ mờ giống như trước kia nữa. Thế nên là tất cả những cái điều này đòi hỏi chúng ta phải có những cái, phải nói là có thời gian. Khi mà chúng ta hiểu được gọi là những 10 căn cơ, phải không? Ở đây gọi là xem như 10 căn cơ. 10 căn cơ của loài người được tạm nhìn là như vậy, chứ thực sự thì quá nhiều căn cơ chứ không phải 10 đâu. Nhưng mà đây là những cái mà nó gần gần như cơ bản mà chúng ta thường gặp trong cuộc đời này. Và khi chúng ta đã nhìn một người có những cái tính khí đó, những cái tâm tưởng đó, những cái cuộc sống đó, thì chúng ta có thể thông cảm được họ. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ giúp ích được rất là nhiều. Nhưng chỉ cái là cái duyên chúng ta chưa đủ. Có những người đụng họ, họ sẽ bỏ mình luôn. Nhiều khi mình hiểu biết Phật Pháp cũng thấy rõ ràng là mình sống tốt rồi, mình cũng cảm giác an lạc, cũng cảm giác hạnh phúc rồi, mình thương cái người bạn cũ của mình, nói cho mình cũng muốn cho họ có những ngày tháng hiểu biết. Nôn nóng quá, bắt đầu gặp họ ngồi xuống là thuyết pháp, mời đi uống cà phê cũng thuyết pháp, mời ăn cơm cũng thuyết pháp, bữa sau mời cái nó tắt điện thoại, nó không bắt máy luôn. Nó không muốn nghe, nó sợ quá rồi. Nó vậy chứ không phải bạn bè mà nói pháp được cho nó nghe đâu. Nghe chuyện gì tàu lao ở đâu, nói chuyện không ra tiền mà cũng đi nói hoài. Chứ mà nó nói chuyện với nó mà nói mày làm cái này được 5 triệu, 10 triệu chắc nó mừng hơn. Thì ra đối với một số người nói cái chuyện khác thì họ thích thú, mà nói chuyện đạo thì họ lại không chống đối là nhịn lắm rồi. Không chống đối mà rút lui là nó đã quá nhịn mình rồi đó. Chứ nhiều khi là còn cự lại nữa, còn lý luận lại, còn hơn thua để cự cãi, và thậm chí còn phá đi cái việc học đạo tu Phật của mình nữa. Đó là cái điều để chúng ta phải biết. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được trình độ căn cơ của người ta rồi là phải hết sức khéo léo. Ví dụ như bây giờ gặp mấy người mà họ nhỏ nhoi, ích kỷ, thấy chưa? Thì khi mà chúng ta sống với họ thì họ phải nhận ra mình là cái người rộng lượng, bao dung, thứ tha trong cuộc đời này cái đó. Không thèm nói, mình chỉ sống với họ bằng tất cả những cái tâm rộng lượng, cởi mở, bao dung, thứ tha với họ. Mình sống với họ là không hề có tính toán bất kể một cái gì. Thì ngày nào họ cũng đập vô mắt, họ cũng nghe bên tai những cái chuyện của mình. Và từ từ họ nhận ra, ờ sao cái người này sống vậy, nó có nhiều người biết tới, nhiều người thương quý ha, được xã hội trọng nể, ví dụ vậy đi. Thì tự động họ ghi nhận cái hình bóng đó vào trong tâm thức của họ thôi, chứ cũng không hy vọng là họ chuyển được trong đời này. Nhưng mà họ thấy rằng cái điều này là có lợi nè, có lợi cho nhiều người, tốt cho xã hội vân vân. Thì vậy là hy vọng là đời sau họ sẽ thấy điều này họ làm. Đó gọi là hy vọng thôi. Chứ còn thật sự muốn chuyển hóa một người nhỏ nhoi cũng không phải dễ đâu. Không phải dễ, những người bạc nhược cũng vậy. Phải sống, phải xông pha, phải hy sinh, phải làm gương với họ rất là nhiều. Họ thấy mình trầy di, trốc giải, mình trợt lên, trợt xuống, mình bệnh mình cũng gắng làm, mình chết còn hơi thở cuối cùng mình cũng gắng làm. Mình thể hiện tất cả những khả năng, cái ý chí, cái việc, cái cuộc sống của mình để làm lợi ích cho nhiều người. Thì họ có một chút phấn đấu. Có một chút là gọi là có một chút thôi chứ cũng chưa chắc nữa. Đấy, nhưng mà ít ra trong tâm thức của họ đã nhận được cái điều đó. Một lần ở đâu đó trong cuộc đời họ thấy những người mà thể hiện một cái đời sống đứng đắn, chững chạc, mạnh dạn, không? Thể hiện một cái đời sống rất là quân tử, dám nói, dám làm với tất cả những cái việc mà trong cuộc đời họ phải chịu trách nhiệm lời ăn, tiếng nói, hành động, cái gì gì đó họ gần như là họ làm được hết những việc trước mắt của những người nhu nhược này, thì hy vọng là sẽ chuyển họ được một chút. Ví dụ vậy, thì vậy là khi mà muốn giáo hóa một người có những cái căn cơ này thì đòi hỏi chúng ta phải quyền biến lắm.
những người mà có để tâm đến cái loài người, để tâm đến những cái người thân của mình, để tâm đến cái sự tiến hóa tâm linh của chúng sanh trong cõi này, là chúng ta cực lắm. Cực lắm mới chuyển được người chứ không phải dễ đâu. Có những người mới gặp họ là mình phải ghìm vài ba tháng mới nói một câu. Không nói thì không đều nói câu nào, hỏi cũng đều trả lời nữa. Nhưng mà nếu mà ngon nữa đi theo ba tháng sau sẽ ngồi nghe một câu ngon lành và họ có thể khai mở được cái gì đó. Nhưng mà hiếm có cái người nào mà dám theo như vậy lắm, không? Cái gì gặp mặt ngầu ngầu chắc ghét tôi lắm, mà sao tôi hỏi không trả lời, vân vân. Họ sẽ như vậy là họ sẽ bỏ cuộc. Vậy bỏ cuộc rồi thì xem như không có duyên với nhau thôi. Không có duyên rồi, chứ người ta cố tình, ta cố tình ta làm cái gì đó để người ta chỉnh mình, nhưng mình không biết. Có khi họ sẽ nhận được những cái chuyện mà kể như là treo cái cẳng lên trời mà giọng cái đầu xuống đất như vậy. Ức lắm, nuốt không trôi cái cục ức này. Mà nuốt không trôi cục ức này là không bao giờ nhận được cái gì sâu hơn. Trước mắt là nuốt một cục đá vô mà tiêu quá được cái là bao tử này sẽ tốt. Đúng không? Ăn cơm ăn cháo hoài mà tiêu quá bao tử đâu có tốt đâu. Thật ra muốn rèn luyện tâm linh của một người mà để mà đi vào cái chiều sâu thực sự, để họ có một đời sống tâm linh mạnh á, thì họ sẽ sống những cái mà chúng ta thấy in tuần như là thuận, nhưng mà tới phút 99 họ sẽ thấy trở ngược là 100%. Và họ tiêu dung được cái điều này là chắc chắn người này sẽ có một đời sống tâm linh tốt. Nhưng mà hiếm lắm. Có những vị thầy phải hy sinh rất là nhiều đệ tử cái kiểu đó. Hiểu không? Thầy hiểu lầm đó. Trời ơi tôi hả? Tôi ví dụ tôi bán mạng cái ổng mà ổng còn xử tôi cái kiểu đó. Thôi nghĩ thì không chơi, kiếm thầy khác. Ông thầy nào mà ngọt ngọt thì chơi. Thì đi kiếm mấy ông thầy ngỡ ngọt. Chứ sao giờ họ đâu có đủ cái chức để họ tiến thêm một bậc mà qua những cái chướng ngại để gặp được đạo lý. Đạo lý mà thuận chiều ăn, cứ ăn cháo hoài là bao tử yếu xịu mà. Mấy người ăn cháo là mấy người bệnh, phải ăn cơm mà nhai được sạn, mà tiêu được sạn là bao tử mới tốt chứ. Đó, như nhai cơm trắng đâu ngon, nhai được cơm lứt mới ngon. Chúng ta phải ăn cái gì nữa cứng hơn. Thật ra những cái cây mà mọc dưới bùn là mấy cây nó không phải xài được cái gì. Nhưng mà phải mọc trên sỏi đá mà cây đó lớn lên được thì mới trở thành những cái loại gỗ quý. Cho nên khi mà một vị thầy mà nhóm tu đệ tử để rèn á, thì chúng ta sẽ chấp nhận ha, chấp nhận những sự rèn luyện có khi là khắc khổ. Cũng có người rất là thuận lợi tại vì họ yếu quá mà phải chiều. Phải không? Yếu quá rồi phải chiều chiều, nâng nâng khúc rồi hả? Khứa sao? Nhưng mà những người mà cương cường mà phải bẻ gai của họ là không phải đơn giản. Muốn bẻ gãy cái gai đó là phải chờ rất là nhiều cơ hội. Mình thấy như là mọi chuyện của mình với người đó là thuận buồm xuôi gió, lên trời lên mây hết. Ai nhìn vô cũng thấy người này hợp tình, hợp ý, hợp tất cả mọi cái. Họ bẻ một cái rốt, một cái gãy liền tại chỗ. Để thấy rằng nó đâu có hợp đâu. Hợp tính, hợp ý đó không phải là hợp đạo, mà hợp đạo là chuyện khác. Chứ không phải hợp ý ông thầy là được đạo lý, không có, chưa chắc. Thật ra là khi mà chúng ta đi học đạo mà chúng ta gặp thực sự á nha, chúng ta có một cái duyên trong đời này mà chúng ta thực sự được gặp minh sư mà đúng tầm á thì vui lắm. Phải chấp nhận hết mọi phía của ông thầy được thì chúng ta sẽ tiến hóa rất nhanh. Còn đừng có theo ông thầy mà học ngọt 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 rồi mở có cửa ngọt thôi, cửa ngọt không có lớn. Để cửa mà chúng ta phải thấy rằng khi cuộc đời nó thuận lợi tới với mình, hồi xưa mình nói rồi đúng không, những cái chuyện mà thuận lợi với chúng ta thì nó giống như cái gì, giống như mũi thương không? Đâm thẳng trước mặt mình thì mình dễ né, khó không có khó, không có khó né. Có những cái mũi thương mà nó bọc nhung á, hả chứ? Đi tới mình tới hồi sát cái trán mình mới hay đó là cái mũi thương rồi thì ngã ra quỵ chết liền rồi. Thật ra cái chuyện thuận á thì thấy vậy á mà dễ chết hơn là cái chuyện nghịch. Cho nên cái việc học đạo có những cái vị tu sĩ rất là gọi là nông cạn á, họ luôn luôn họ tìm những cái cảnh thuận, họ tìm những cái nơi yên ổn họ tu tập. Và như vậy lớn lên không có vững. Mà khi mà sóng gió với họ nhiều để họ tru rèn, để họ có nhiều cái nhìn, nhiều cái hướng để họ có thể nhận ra được chân lý, thì người đó sau này họ phương tiện lớn lắm. Chứ còn học kinh để ngộ đạo không thì phương tiện không có nhiều, chứ giảng kinh chết trong kinh à, không có ra được đâu, không có ra ngoài được.
Nhưng mà khi mọi người có một cái kiến thức xã hội, họ không phải kiến thức là họ đi ra họ nghiên cứu, họ làm điều gì ở ngoài xã hội đâu. Nhưng mà kiến thức đó là những cái trải nghiệm trong đời sống bằng xương máu thực sự trong cuộc đời của họ. Thì chúng ta thấy những người đó phương tiện rộng lắm. Và những cái cách mà độ đời của họ gần như là, ở đây chúng ta thấy gần như là nó có cái gì hơi quái dị chút. Nhưng mà họ có quái, tất cả những điều đó đều dùng cái người mà mình muốn dồn vào Phật đạo. Và họ dùng bằng cái kiểu gì đó, nhưng mà đối với đạo lý thì rõ ràng là 100% không lỗi lầm. Nhưng đối thế gian nó có một cái gì đó khó chấp nhận được. Nhưng mà người đệ tử có thể học nổi cái điều này không? Đó mới là vấn đề, đúng không? Chúng ta học được thuận nghịch hết thì cái phương tiện nó mới nhiều sau này. Ví dụ như bây giờ sau khi mà mình đã đi theo thầy mình tới cái lúc mà khi nhận ra được rồi là mình không có còn cái khả năng làm gì hết á, già rồi mới hay ra là sư phụ mình đang ép mình đến mức độ tận cùng rồi, sau khi nhận được đạo nhắm mắt đi luôn. Nhưng mà qua đời sau rồi biết, với tất cả những cái phương tiện này mà họ sống lại đời sau là họ kinh hồn đó. 7 tuổi có khả năng thuyết pháp đủ điều rồi. Ví dụ vậy. Như vậy thầy có khả năng làm tất cả những cái chuyện cho mình. Tức là khi mà phương tiện để mà độ sanh á, thường các vị mà hiểu biết được hết trong nhân gian những người đối diện với mình là ai rồi á, thì họ đủ phương tiện lắm. Nhưng thường á là chúng ta ít có gặp những người có cặp mắt này. Hiếm lắm. Hiếm lắm trong đời chúng ta mới gặp, có khi chúng ta gặp lại không có duyên. Thật ra khi mà thân cận được thiện tri thức là một cái gọi là cái phước nhiều kiếp của mình. Khó lắm, muốn thân cận thiện tri thức rất là khó. Có những lúc mà chúng ta gần, có nhiều khi chúng ta gần ông thầy ấy, hả, 10 năm chưa nghe ông dạy mệnh câu đó. Vậy mà có những người kiên trì theo đuổi, biết chắc là vị thầy này trước sau cũng khai mở cho mình. Biết chắc cái đó cái đi rồi hả theo, còn mà nghi ngờ đừng có theo. Có cái gì nghi ông thầy làm ơn làm phước đừng theo, mất thời gian lắm. Ông dạy mình cái gì mình cũng nghi hết rồi học được cái gì. Theo dõi tận cùng hả, cho được quyền dò xét tận cùng tất cả những cái hành xử của ổng, tất cả những lời nói Phật pháp, công phu tu hành, trí tuệ và phước báo chúng ta phải theo dõi hết. Và khi chúng ta chấp nhận rồi là chấp nhận buông mạng liền, còn nghi ngờ tiếp tục theo, tiếp tục theo, tiếp tục dò xét, tiếp tục dò dẫm, để đến một cái ngày nào đó quyết định là không còn cái gì có thể nghi ngờ về đạo lý của vị thầy này nữa, là chúng ta nên buông thân mạng liền. Sẽ rất là hay cho cuộc đời còn lại của mình. Chứ nếu không là cuộc đời chúng ta cứ nghi nghi ngờ ngờ, ủa sao bữa nay thấy ông thầy này ông hay quá trời, ngày mai sao kỳ vậy ta, ông thầy mới ngày hôm qua thấy ông hay quá, sao bữa nay ông kỳ vậy ta. Cứ kỳ vậy ta trong đầu, ủa sao ông thầy này tôi không hiểu nổi ổng mà. Hiểu nổi ổng là thành sư phụ ổng rồi. Ít ra là cũng bạn bè ngang đường với nhau mới hiểu, hoặc là sư phụ mới hiểu, chứ đệ tử là muôn đời sẽ không hiểu nổi ông thầy của mình đâu. Cho nên cái phương tiện thuận, phương tiện nghịch của ông thầy là chúng ta phải thực sự mà nói là mở tâm để đón nhận này. Thì chúng ta sẽ gặp được nhiều cái hay trong Phật đạo, chứ nếu không là chúng ta sẽ bị mất mát rất là nhiều. Nên cái việc đó sẽ uổng đi cái đời tu của mình. Tới cái phần kết luận cái đoạn này, ở đây Đức Phật cũng lặp lại là, thứ nhất là nợ cũ trả xong trở lại thân người thì do cái gì? Do tất cả những cái điên đảo từ vô thủy thôi. Cái sinh tử của chúng ta tức là cái sự điên đảo của mình. Dù là xuống địa ngục hay là ngạ quỷ, súc sanh làm người, A-tu-la cõi trời đó, thì rõ ràng là chúng ta trong cái dòng lần quẩn sanh tử trong lục đạo luân hồi này. Thì với cái nhìn Đức Phật nói sợ là sự điên đảo thôi. Vì vậy là chúng ta gây nghiệp rồi chúng ta sát hại lẫn nhau, sát hại qua, sát hại lại. Nhưng mà nếu không gặp được Phật pháp, đây có một cái điều là ở cõi mình á, ở cõi mình cái ngôn ngữ của loài người của mình là Phật pháp, chúng ta dùng cái từ như vậy đi. Nhưng mà qua cõi khác cái ngôn ngữ của cái con đường tu tập chúng ta không phải là Phật pháp đâu rồi nha. Nhưng mà nếu mà nói ngang cái loài người mình thì cái ngôn ngữ mà ở đây chúng ta được gặp Phật pháp. Nhưng mà cõi khác có thể là một cái từ ngữ khác, từ ngữ khác để cho người cõi đó có thể hiểu rằng đó là con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà với loài người mình con đường đi đến giác ngộ giải thoát là dứt phát phải gặp Phật. Hoặc là
cái con đường mà thăng tiến tâm linh để có thể xóa được một đời sống bình an hơn trong mỗi kiếp nào đó, trong mỗi cõi nào đó, cõi khác loại người, chúng ta là sẽ nghe một tiếng nói vang vọng từ tâm linh theo một kiểu khác nhiều lắm. Nhưng mà riêng với chúng ta là đã trải qua nhiều cái đời mà chúng ta sinh tử luân hồi rồi, trong cái điên đảo qua lại giữa nghiệp sát hại với nhau, rồi chúng ta lừa lọc với nhau, chúng ta mưu hại mưu sát gì đó vân vân, chúng ta hơn thua giành giật với nhau rất là nhiều trong cái sinh tử luân hồi rồi, thì tất cả những cái đó đều là sự điên đảo để phục vụ cho một đời sống cá nhân của một kiếp nào đó thôi. Nhưng bây giờ muốn vượt thoát tất cả những cái điều này thì phải gặp Phật, phải nghe chánh pháp, phải chưa? Thì mới xoay trở được cái trần lao trong tam thế này, mới chuyển hóa được cái dòng sinh tử điên đảo cuồng loạn của mình trong muôn vạn kiếp. Thế nên là chúng ta ở trong cái đời này thì đối với cái nhìn Đức Phật là Đức Phật gọi là quá thương hại cho mình, đúng không? Các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền nhìn mình thương lắm. Nhưng mà có điều đó là như hồi nãy giờ mình nói đó, có nhiều khi cha mẹ nha, cha mẹ ruột không kiên nhẫn như các vị Thánh rồi. Bởi vậy mình mới để mấy ông lên bàn thờ mình lại được. Ông nhìn thấy mình như vậy rồi á, ông nhìn thấy mình khổ đau trong cuộc đời này vậy, ông nhìn thấy mình sinh tử lao lực như vậy rồi, thấy thì thấy đó, nhưng mà chờ cho một cái ngày nào đó cái duyên nó đủ. Nhiều khi á là cái cõi này đối với một cái vị thánh thôi, thánh đệ tử Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì sẽ thấy rõ hơn, tức là từ cái vị A La Hán đi, và các vị nhìn thấy cái sinh tử của mình trong cái cõi này thôi thì các vị thương lắm. Cho nên đó là khi mà các vị từ cái cõi thánh mà phương tiện xuống cõi người của mình ở đây á, để mà có thể tạo phương tiện sống một đời vất vả gian tuân làm người để giáo hóa, đây là một cái chuyện khó khổ dễ sợ đó. Nhưng nếu mình nhìn theo cái kiểu người thì khó khổ, nhưng mà thật sự các vị mà đạt tới cái định sâu á thì khi tới cõi người các vị không có rời định. Chúng ta thấy một cái điều hay là xuống cái cõi người này họ không rời cái yên định của họ đâu, dù là họ đã vào thai. Vì vậy là đến cái lúc mà họ đã sống trong cái đời này, họ sống ngay trong đời này, họ chịu những cái nắng mưa sương gió, cái bão táp bệnh hoạn của cái thân xác khi họ mang, nhưng họ không bị khổ giống như những người khác. Đây là một điều rất là lạ. Họ không có khổ như người phàm phu của mình đâu. Những người mà nãy giờ đang nói cõi dưới đi lên á thì họ bị khổ. Nhưng mà từ cõi trời đi xuống họ cũng có thể là có những cái cõi xuống đây họ bị khổ, nhưng mà có những cái cõi xuống đây họ vẫn sống bình yên. Mặc dù là họ chịu đựng những cái mà giống như loài người, họ cũng đói, rồi họ cũng lạnh, rồi họ cũng vất vả, họ cũng kiếm ăn, họ cũng kiếm uống gần giống như tất cả người đồng loại của mình. Nhưng mà các vị vì muốn làm cái gì cho cõi đời này xuống đây mà họ kiên nhẫn lắm thì họ mới có thể giúp được một người, chứ không phải đơn giản đâu. Thậm chí giúp được một người họ sẽ trả giá bằng sinh mạng của một đời nữa. Có nhiều vị Bồ Tát họ xuống đây họ chỉ độ người duy nhất rồi họ đi à. Đa phần những vị mà có cái năng lực lớn về thiền định, có trí tuệ lớn á, thì họ sẽ làm được việc lợi ích đông. Năng lực của họ lớn lắm, họ giống như họ đã tới lui nhiều đời nhiều kiếp trong tam giới để giúp rồi. Có nhiều khi họ không phải xuống ở ngang cái tầng người này đâu, mà họ uống sâu hơn nhiều. Họ dám xuống cái loài súc sanh, họ dám xuống tới loài ngạ quỷ, họ thậm chí họ tới địa ngục. Thì các vị đó là chúng ta thấy đáng để mà chúng ta có thể lễ lại. Nhưng mà khi họ làm súc sanh thì loài người chê là cái người đó bị đọa. Cho nên chúng ta thấy có nhiều khi có những vị mà Bồ Tát họ đời này họ phát nguyện xuống loài người, cái họ tu, họ làm gì lợi ích cái đời sau. Mình nghe người này cũng gian danh nổi tiếng, nếu mà ai biết thì sinh tử luân hồi mấy kiểu ba láp một chút á thì thấy ủa sao ông này đời trước cũng là hòa thượng, đời này sao bị đọa làm súc sanh á. Vậy là trong sinh tử đã bị gì, thoái hóa rồi, bị đọa rồi. Và nhiều người giảng cái kiểu đó tôi nói là vậy không hiểu sinh tử đâu.
hiểu sanh tử thì là họ đi trong sanh tử, là họ không có kể cõi nào họ cõi họ tới, họ lợi chúng sanh, chứ họ không có tính là họ sanh làm người hoặc là sanh thấp hơn loài người. Có những cái xúc sanh mà ẩn tàng là cái hạnh của một vị Bồ Tát chúng ta không có hiểu nổi, không có đủ cái trí để chúng ta hiểu. Nhưng cái điều hay đó là gì? Hồi trước mình nói là ví dụ như từ cõi người thay lên, thay gì lên cõi trời, để mình thấy rằng cái sinh tử họ được thăng tiến, thì mình nghĩ là người này tu tốt mà mới đời trước biết thấy họ là người đời này họ lên là cõi trời, thì tâm linh họ tiến một bậc. Nhưng thực sự khi mà họ phát nguyện xuống đồi sâu hơn nữa, nhưng mà tâm linh họ lại tiến nhiều bậc nữa, chứ đừng có nói là từ người lên trời. Cho nên vì vậy mà chúng ta nhìn trong sanh tử là phải có một cặp mắt trí tuệ thật là sâu, thì chúng ta mới đủ cái thấy biết mà đoán định được người đó đang thăng tiến tâm linh hay là thoái đọa. Không có đơn giản đâu. Cái hình tướng là một cái người ở cõi người, hoặc hình tướng người ở cõi trời, hình tướng ở Adula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó chỉ là một cái tướng thôi. Thì trong người này thì có những người bị nghiệp người mà tới đây, thì trong loài người này cũng có những người phát nguyện không phải vì nghiệp mà tới, thì loài thấp hơn cũng như vậy. Chúng ta nên hiểu trong lục đạo luân hồi nó là vậy. Nhưng mà đa phần ví dụ như trong cõi người chúng ta là, nếu mình nhìn một cách mà chín chắn á, thì trong số 1 triệu người thì người ở trên đi xuống 1 là quá hiếm à. Trong số 1 triệu người đa phần là ở cõi người lại á, ha, ở cõi người mà quay trở lại đây á, mà làm người á, thì trong 1 triệu người kiếm khoảng 10 người, 20 người cũng đã là hiếm rồi. Đa phần là như nãy giờ mà nói là nó tiến quá dưới lên thì cũng nhiều. Rồi á, chúng ta tính cái đường ngược lại, đang là người ở đây nó đang người ở đây nè, mà bây giờ đời sau để lên trên hơn người á, thì cũng khó có thể kiếm trong số 1 triệu người nữa. Hiếm, thật là hiếm. Trở lại làm người thì nó gần như là đông. Số trở lại người mà trở lại làm người thì bắt đầu nó đông hơn, và đi ngược trở xuống thì lại đông nữa. Vậy mới đáng nói là cái chuyện sinh tử này. Cho nên vừa lên cõi người ở đây rồi á, chưa chắc là lên được hơn, hoặc là giữ được cõi người mà không đủ phước để giữ cõi người ở đời sau, mà bị tuột sâu xuống dưới nữa cũng không chừng. Vì vậy mà chúng ta đang là người, mà chúng ta lại là người mà hiểu biết Phật Pháp nữa, có đầy đủ lục căn đã là hiếm rồi, được học chánh pháp là một điều hiếm thứ hai rồi, thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách để chúng ta bảo toàn cái phước làm người của mình cái đã. Chúng tôi dùng cái từ là bảo toàn cái phước làm người của mình, để chắc chắn rằng đời sau mình sẽ là người tiếp tục. Thì như trong kinh nói là chúng ta đã thọ quy y và giữ ngũ giới đàng hoàng rồi, thì chúng ta đủ nhân cách để làm người. Nhưng mà chúng ta phải loại trừ những cái gì? Những cái nhỏ nhen, những ích kỷ, những cái cố chấp, không? Tất cả những cái tâm mà lẻo lự, những cái xảo nguy của mình, những cái tà tâm, những cái lợi lộc riêng tư, vân vân, tất cả những cái đó để mình tròn cái nhân cách của một cái người. Mỗi người mà tương đối hoàn thiện thì nó không có những cái điều này. Không phải là những người thông thái, thông minh, đúng không? Chúng ta dứt khoát là đời sau sẽ thông minh hơn đời này. Đời sau là chúng ta đọc kinh đâu, chúng ta hiểu đó, không có cần nghe ông thầy Tây Hải giảng nữa. Không cần. Hiểu rồi đâu cần nghe giảng đâu. Đó thì vậy là dưới công phu thiền định có đôi lúc là chúng ta sẽ tự mò ra được, chứ không cần phải đọc kinh nữa. Tại vì sao? Tại vì sau giai đoạn công phu là cái thức cũ nó sẽ sống dậy. Chúng ta khơi mở được những cái tiềm thức công lực tu hành của mình trong ngàn kiếp, nó được sống dậy trong đời này để chúng ta được yên ở trong thiền định, trong chánh pháp. Thì như vậy mới là xứng cái kiếp người của mình, chứ nếu không là dễ bị tuột. Cho nên nhìn trong cái sanh tử ở đây thì nói theo cái chiều từ dưới đi lên, nhưng chúng ta cũng phải nhìn ngược lại là không phải lên rồi là ở được đâu. Đang lên dốc đó nhưng mà đức thắng sẽ tuột dốc đó. Chúng ta phải coi chừng, không lên bước nào là phải chắc bước đó, và chúng ta sẽ bước thêm bước nữa, chúng ta không dừng. Vì vậy mà trong ngàn đời ngàn kiếp chúng ta dù là ở cõi dưới mới lên làm người kiếp này,
Nhưng mà khi nghe Phật Pháp, khi học chánh Pháp rồi là chúng ta dứt phát là chúng ta sẽ bước lên hơn nữa chứ không có dừng lại. Và vì cái điều này mà mới có Phật Đạo ra đời đó, cho nên khi mà chúng ta gặp Phật Đạo rồi là chúng ta phải phấn đấu bằng tất cả khả năng vốn có của mình để mình loại đi những cái dư báo, không? Dư báo đời trước mà ảnh hưởng tới cái sinh tử tiếp nối của mình để mình thăng hoa, là chúng ta phải loại cho được ngay trong đời này. Thì vậy là sẽ chắc chắn đời sau mình sẽ hơn đời này. Còn nếu đời này một số dư báo đó mà chúng ta loại không được thì đời sau trong sanh tử chúng ta sẽ không được thăng tiến. Và không thăng tiến trong sanh tử thì đó là một cái điều đáng tiếc của mình. Lỡ như gặp nhau đây mà đời sau muốn đi kiếm, muốn kéo ngược trở lên cực lắm ha. Cho nên thôi thì đời sau mình quay lại đây để gặp nữa đi, đừng có dễ. Đó, mình quen nghe tiếng nói của loài người để mình dễ hiểu hơn. Chứ còn nếu mà đi các loài mà quay trở lại đây nghe tiếng nói loài người thấy vậy chứ mà chúng ta cũng khó có thể hiểu lắm. Đó, cho nên là ai mà chưa quen, đúng không? Nói thì nói như vậy á, chứ mà chúng ta sống mấy chục năm trong cuộc đời này mà chúng ta quen cái tiếng nói của đồng loại để mà nghe đâu hiểu đó hết á thì cũng không có dễ đâu. Cái gì khi người thân của chúng ta mà nói chuyện hoài đôi lúc chúng ta cũng không hiểu hết mà. Không phải là người lạ. Thành ra là cái tiếng nói của cái người đồng loại á, mà chúng ta đã chơi lâu rồi thì chúng ta mới hiểu và hiểu hết và thông cảm được. Còn mà khi mà chúng ta nghe tiếng nói của người đồng loại của mình mà mình không hiểu hết họ thì biết rằng là mình chưa có chơi lâu trong cõi này. Chúng ta nên hiểu điều đó một chút, phải không? Tự coi lại mình, coi mình hiểu hết những điều người đồng loại mình nói với mình nghe chưa. Chưa thì mình nên biết là mình chưa có chơi lâu, chưa chơi chung lâu, chưa làm quen với cái ngôn ngữ đó. Thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta sẽ làm quen được. Thì miễn làm sao, phải không? Nếu đời này được cái duyên để được làm người rồi thì ít lắm là mình phải giữ được cái phước báo làm người của mình ở đời sau, để rồi mình luôn luôn được gặp chánh pháp, luôn luôn được gặp minh sư để chúng ta thăng tiến cái công phu tu hành của mình, để làm phước báo chúng ta được tăng trưởng, để sinh tử chúng ta thăng qua cho tới một ngày chúng ta chứng thành Phật quả thì lúc đó chúng ta mới dừng. Chúng ta phải nên lại Phật phát nguyện hằng đêm như vậy trong cuộc đời này của mình, chứ để quên cái nguyện này lại có chừng bị lui sụp. Cho nên sinh tử mà sắp tới nó sẽ đi theo cái nghiệp. Nhưng nếu mà chúng ta có cái nguyện và nguyện chúng ta thành lực thì cái lực của cái nguyện này nó sẽ dẫn chúng ta đi trong sanh tử mạnh hơn cái nghiệp. Do đó mà hàng ngày, hàng đêm, phải không? Chúng ta trước tam bảo chúng ta nên phát nguyện những cái thiện nguyện mà mình biết. Giống như cái lời nguyện của chúng tôi mà có ghi trong sách đó, chúng ta nên có những cái nguyện như vậy hàng đêm để người ta nuôi dưỡng được quân tập trong tiềm thức của mình bằng những cái thiện nguyện, tốt hơn nữa là những cái đại nguyện để lợi ích khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Như vậy để đời sanh tử tiếp nối là chúng ta đi trong nguyện chứ không phải là gì nghiệp cuốn chúng ta quay trở lại nữa, thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc mà thăng hoa tiến hóa tâm linh của chính mình. Và chắc bữa nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Bây giờ cho tay chúng ta hồi hướng. Yeah.
trải, đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vì ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi.
sống từng giây yêu thương quá. Sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng. Cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi sống an vui thế. Đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi. Xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế. Chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá. Sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui. Sống như đang sống, đời vui tươi mãi mãi. Ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế. Sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, cái kỳ vừa qua chúng ta đã học xong cái chi 7 là Phật lặp lại câu hỏi trước, chi 8 là đền trả nợ còn thừa, và chi 9 là tìm hiểu nhau để đền trả nghiệp báo. Hôm nay chúng ta sẽ học đến chi thứ 10 là dư cảm trong nhân đạo. Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước. Nay ông nên biết, loài chim kêu kia khi đền nợ đủ trở lại làm người, sinh trong nhân đạo, xen hợp với hàng ngoan cố. Giống cũ trưng kia khi đền nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo, xen hợp với hạng quái dị. Những loài hồ kia khi đền nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo, xen hợp với hạng ngu dại. Những loài có độc kia khi đền nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo, xen hợp với hạng nham hiểm. Những loài dung kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh làm trong nhân đạo, xen hợp với loài nhỏ nhoi. Những loài cung cấp thịt kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo, xen hợp với hạng nhu nhược. Những loài cung cấp đồ mặc kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh nhân đạo, xen hợp với hạng lao lụy. Những loài chim mùa kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo, xen hợp với hạng văn hoa. Những loài hưu trưng kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh nhân đạo, xen hợp với hạng thông minh. Những loài quấn quýt theo người kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo, xen hợp với hạng thông đạt. Kết luận về dư cảm: A Nan, bọn ấy nợ cũ trả xong trở lại thân người đều do từ vô thủy đến nay điên đảo gây nghiệp mà sinh nhau, sát hại lẫn nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp thì ở trong trần lao cứ thế xoay vần mãi mãi, bọn ấy gọi là thật đáng thương xót vậy. Trong mấy kỳ trước chúng ta thấy là từ địa ngục trả hết cái quả báo rồi thì sanh lên ngạ quỷ,
rồi từ ngạ quỷ trả hết quả báo rồi thì sanh lên nó làm loài súc sanh. Và trong 10 loài súc sanh kia, kỳ trước chúng ta đã học, thì mỗi một cái loài khi mà sanh lên làm người á, thì lại có những cái tánh tình khác nhau, không? Ví dụ như cái loài thứ nhất á, là từ ngạ quỷ, tức là hết quỷ báo theo vật, tiêu báo hết rồi sinh vào thế gian phần nhiều làm loài chim kiêu, tức là từ ngạ quỷ mà chịu hết quả báo rồi. Quỷ quái á, gọi là quái quỷ mà kỳ trước chúng ta học á, thì sinh vào loài người, ở sinh vào loài loài súc sanh là làm loài chim kiêu. Nhưng cái loài chim kiêu đó khi đền đủ nợ rồi thì trở lại làm người, thì sinh trong nhân đạo sẽ thành gì? Sẽ thành cái loại người ngoan cố. Ở đây là mấy cách phân biệt về sinh tử, chúng ta thấy là với cái nhìn về con người. Như chúng ta ở đây, ví dụ như nguyên một cái hội chúng lớn như thế này, thì những người có đạo nhãn, họ sẽ nhìn thấy mình là từ đâu tới để làm người trong đời này liền. Cho nên gọi là họ thấy được cái chân tướng của mình. Có những người còn những cái dư báo, ví dụ làm người mà còn số dư báo. Ví dụ đời trước họ làm một cái loài thấp hơn loài người đi lên đây. Nó cũng khó, có một cái là gì? Trong đây thì phân biệt từ địa ngục, mà khi trả hết quả báo rồi được sanh vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ hết báo rồi á, thì sanh làm súc sanh. Súc sanh hết quả báo rồi á, thì sẽ được lên cõi người. Thì trong lục đạo nó sẽ tiến hóa như vậy. Nhưng cũng rất là hiếm có. Chúng tôi dùng từ là hiếm có chứ không phải là không có. Hiếm có những cái loài từ địa ngục họ sanh lên làm người. Và thỉnh thoảng trong nhân gian chúng ta cũng có. Thật ra chúng ta thấy những cái dư báo của họ. Chúng tôi nhớ có một cái lần, hình như năm 2007, cái lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với một người phụ nữ, năm đó cũng khoảng 18 tuổi rồi. Người đó từ sinh ra cho tới giờ này không nói được tiếng người, mà cái vẻ mặt á, nó đau khổ kinh hồn lắm. Và khi cái âm thanh cô phát ra đó, là tôi nghe óc tôi nó nổ lên từng cục vậy đó. Cái tiếng kêu đúng là không phải của loài người. Và hình như năm rồi chúng tôi có tiếp xúc một chú bé nữa từ Hà Nội vào đây. Thì lúc mà ở ngoài á, ở ngoài thì không có nói chuyện gì với ai, gần như không ai biết gì. Nhưng mà bước vô cái phòng khám bệnh chúng tôi thì ảnh phát ra rất là nhiều cái loại âm thanh. Mà âm thanh của một cái loài chim gì lạ lắm, mà gần như tôi cũng chưa gặp loài chim này. Kêu y như tiếng chim. Và cũng có một số người mình gặp là mình biết rõ ràng là từ ngạ quỷ tới. Thì họ sẽ có những cái cách cư xử, hành động, lời nói và những cái, mình dùng cái từ nó giống như cái mùi của cái người đó vậy đó. Cái mùi của người đó nó còn nguyên ở trong cái cõi đó, nó chưa có thoát hết được. Còn nguyên thì xin lỗi, không phải, mà còn khoảng ít lắm, phải 20% trong cái loài đó. Thì như vậy là hồi trước có rất là nhiều chuyện chúng tôi gặp. Thì với cái nhãn quan của mình chưa có đủ cái tầm để có thể là mỗi lần gặp người đó là mình biết họ từ cõi nào tới. Nhưng mà thường thường, những người thường thì mình ít để tâm. Nhưng mà có những người mà gọi là bất thường thì buộc mình phải để tâm để mình nhìn lại một chút. Thì như vậy là sau nhiều lần mình tiếp xúc với nhiều người thì thỉnh thoảng mình cũng suy nghiệm, không có dám dùng cái gì khác, mình suy nghiệm mình có thể biết được là người đó ở trên xuống hay là ở dưới lên. Biết được chút ít. Thì như vậy là trong cõi người của chúng ta mà theo lý luận này thì chúng ta mới thấy rằng ở cái mức tiến hóa từ cái loài súc sanh lên loài người thôi á,
thì ở đây cũng chia ra 10 cái bậc rất rõ ràng. Cái bậc đầu tiên là cái loài chim mà từ ngạ quỷ gọi là quái quỷ mà nó thành chim. Chim thì rõ ràng là có những cái loại chim quang ở ngoài rừng. Ở đây không phải nói chim nuôi mà chim quang ở ngoài rừng. Nó có những cái tiếng mà kêu rất là quang dã, nó không có theo lề lối, nó không có theo ai hết. Thì như vậy là không nuôi chim này cũng không nuôi được luôn nữa. Nó cho nên sanh làm người, phải không? Từ loài chim kia mà sanh làm người thì sẽ là một cái loại rất là ngoan cố. Rất là ngoan cố. Thì ra chúng ta cũng đừng gặp ai ngoan cố rồi suy nghiệm người này từ chim. Từ chim đời trước là chim, rồi trước đó là gọi loại quái quỷ mà lên làm chim, đúng không? Ở đây nó chỉ là những cái cách nói chung chung. Nhưng mà đây cũng là một cái nhìn về cái sinh tử của chúng sanh, hay cái nhìn nó cũng có. Nếu mà nói về cái độ chính xác thì thật sự không có cái gì để chứng minh bằng khoa học được. Điều này không thể chứng minh bằng khoa học được. Mà đây là chuyện của tâm linh. Do đó những người mà tu tập theo đạo Phật mà chứng được thánh quả rồi á, các vị có thần thông, tức là các vị có đạt được cái thần túc thông, có được cái túc mạng thông và thiên nhãn thông. Hai cái thông này là có khả năng thấy được là người ta từ đâu tới đây và người ta chết đi về đâu. Thì như vậy là chỉ có những vị thánh mới có thể biết được việc này. Mà khoa học thì đến đạo Phật đòi phải chứng minh cho được. Chứng minh để một người phàm phu hiểu rằng người kia từ đâu tới thì lấy cái gì để chứng minh? Không thể chứng minh được. Cho nên khoa học hiện tại vẫn chưa có chấp nhận hoàn toàn. Chúng tôi dùng từ là chưa chấp nhận hoàn toàn thôi về cái việc sinh tử tiếp nối của đời này và kiếp nọ. Ví dụ như bây giờ cái khả năng của khoa học đã tiến bộ đến một mức mà chúng ta cũng đã thấy nó đã vượt bậc rồi. Tức là bây giờ cái người chết đó thì khoa học chứng minh thấy cái thức rời thân thì khoa học đã làm được điều này. Thậm chí là họ có thể tới những cái gò mã, họ sử dụng một cái loại camera đặc biệt, họ quay hình được và họ cũng có khả năng giao tiếp được với người cõi âm. Thì việc này khoa học đã khẳng định là con người chết không hết rồi. Cho nên những người không theo đạo Phật mà tới giờ phút này với cái nhìn phàm phu của mình thấy chết là hết, thì người này là cái người không có kiến thức khoa học, không có kiến thức khoa học. Còn ở đó nhưng mà đi đâu nữa thì khoa học không biết. Có nghĩa là tới giờ phút này cái sự tiến hóa hơn mấy ngàn năm của khoa học, thì tới giờ phút này các người đó đã có đủ cái trí tuệ là đo được sau khi người ta chết là còn. Và còn vẫn kêu đúng tên, đúng tuổi của người đó nói chuyện được luôn. Họ có thể quay phim, họ có thể chụp hình, họ có thể nói chuyện được với người cõi âm đó. Nhưng chỉ chừng đó thôi chứ hơn nữa là họ không biết. Ví dụ như bây giờ khoa học cũng chưa đủ sức giải thích là cái người đó họ làm cái việc gì ở trong đời, bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác, để rồi khi mà bỏ cái thân sắc ấm này mang cái thân sắc ấm kế là họ sẽ như thế nào, họ đẹp hơn, họ xấu hơn, họ mạnh hơn, họ yếu hơn, cái gì cái gì đó là khoa học chịu, không có đủ cái này. Sở dĩ khoa học biết được người cõi âm như hồi trước giờ mình nói, đây là một cái chuyện vật chất mà. Vật chất thì khoa học trước sau cũng đo đạt được. Tại vì á, như hồi trước mình nói là cái sóng não của mình là một cái dao động sóng âm một cách rất rõ ràng. Vì cái dao động sóng âm đó mà máy móc nó sẽ đo được. Như hồi trước mình nói là một tương lai không xa lắm thì sẽ có hàng loạt cái loại máy ra đời. Máy rà để bắt sóng não của người ta. Giống như bây giờ chúng ta đang bắt cái máy radio vậy. Thấy chưa? Ví dụ như mình bắt đúng cái đài. Đây là bài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh, không? Phát trên làn sóng bao nhiêu kHz. Ví dụ vậy. Thì sau này nó sẽ chế những cái loại máy nó rà để nó bắt được cái sóng dao động sóng não của cái người sống
là nó sẽ là bao nhiêu kHz trong một giây. Nhưng với cái người chết là người âm, thì như vậy á, muốn bắt được cái dao động sóng thức của người âm thì chế cái loại máy phải âm bao nhiêu kHz. Ví dụ như nếu mà hồi này hồi trước gần như mình có một lần mình nói cái đây cũng nhiều năm rồi, tức là máy nếu mà chế âm 50 kHz là sẽ bắt được cái sóng của người chết. Do đó cái này cũng dễ thôi, cái này cũng dễ giải thích theo kiểu khoa học. Thì như vậy nếu mỗi người mà thiền định mà để cho cái sóng não mình nó trở thành âm á, tức là khi mà cái dao động của chúng ta hiện tại đang còn dương, tức là còn sống là còn dương, thì dao động cái sóng não đó nó đi theo một cái chiều rung động khác. Nhưng mà chiều rung động đó nó sẽ khao khi chết nó sẽ xuống rất sâu và nó dao động theo cái tầng sâu ở dưới. Chúng ta tưởng tượng như mình nhìn ngoài biển, mình thấy những cái sóng mà gọi là sóng bạc đầu á, thì nó lên rất cao, nhưng mà những cái sóng nhỏ nó sẽ đi thấp ở dưới. Vậy là giữa người sống và người chết hai cái tầng sóng đi khác nhau. Cho nên cái người nào mà còn sống mà gặp ma là sao? Theo cái nhìn của đạo Phật là mấy người đó hết thời rồi. Đúng không? Hết thời. Thì sóng não nó hạ xuống cái tầng sâu, nó mới tiếp xúc được cái sóng của có người cõi âm. Vậy mà những người mà thấy cõi âm lại được nổi tiếng, tôi không biết làm sao, nhưng mà tôi biết chắc là họ hết thời. Đúng không? Những người nổi tiếng được chỉ trừ những cái vị thánh thiền định sâu thì họ mới có khả năng thấy được người cõi âm. Đó là cái do công phu thiền định họ hạ cái sóng não họ xuống một cái tầng rất thấp để họ có thể thấy biết được cái cõi thấp hơn mình. Ví dụ như cõi súc sanh thì phải hạ một cái mức độ thiền định sâu để nghe những cái ngôn ngữ của những cái loài thấp hơn mình nói chuyện. Thì đó là cái khả năng mà công phu của những vị thánh. Và khi mà chứng thánh rồi thì không có cần cái kiểu mà soi tìm nữa, mà chứng thánh rồi là tự dưng tất cả những cái dao động sóng thức của các cõi đều hiện rõ trước mắt như chúng ta thấy cái bàn. Chỉ điều này khoa học tới không biết mấy đời nữa, không có khả năng chứng minh rồi. Chúng tôi nói là dùng máy móc thì không có khả năng chứng minh này, là tại vì khi có tâm thức của người ta, những cái vị chứng thánh là khi họ đã vượt qua ngoài tâm thức. Và ngoài tâm thức thì cái đầu của người ta không thể chế nổi cái máy ngoài tâm thức. Kiến thức mới có thể hiểu biết khoa học và chỉ được quyền chế cái loại máy mà trong dòng tâm thức có thể mò được thôi. Cho nên bây giờ mà khoa học có thể rà được cái sóng thức của con người ta là đã phát triển đến một đỉnh điểm khá cao rồi. Nhưng nếu những nhà khoa học mà được cái duyên gặp những người chuyên tu thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến để cho họ có một số máy móc đặc biệt mà sử dụng trong rất là nhiều tình huống của con người. Chúng ta ví dụ như nếu mà đứng về phương diện chính trị tôi không muốn bàn vào, nhưng mà tôi đứng về phương diện y học. Nếu một cái nhà khoa học mà chế biến máy móc mà được gặp nhau để bàn thì tôi có thể ý kiến được để họ ra một cái loại máy điều chỉnh sóng não ngược lại. Ví dụ như bây giờ mỗi người đang bệnh cuồng loạn thì mình sẽ có một cái loại máy, tại vì á giống như bây giờ mình nói sao để mình dễ hiểu nè, cái điện cao thế, thấy chưa? Điện ngoài trời được bắt đầu thu vào điện cao thế, không? Điện khắp hư không này đều có điện, nhưng mà họ thu vào cái đường điện cao thế rồi. Thì từ đường điện cao thế đưa vào trung thế. Trung thế bây giờ đưa vô nhà của mình đang xài ở đây. Nhưng có lúc điện mạnh, có lúc thì điện yếu, đúng không? Cho nên buộc mình phải mua cái ổn áp. Đó, mua ổn áp mới xài điện ổn định được. Thì như vậy là muốn xài điện ổn định trong nhà này mà mình không có sợ hư máy móc gì là buộc mình phải có bình ổn áp. Nói nha, thì sẽ chế một cái loại máy gần như là ổn áp để nó điều chỉnh cái sóng não. Khi mà rà bắt được sóng não chúng ta đang loạn như vậy thì cái loại máy đó nó sẽ điều chỉnh cái dao động sóng thức chúng ta trở lại bình ổn trở lại. Thậm chí là nó có thể chậm hơn nữa rồi. Để con người ta được sử dụng cái máy đó có thể là để bất kể chỗ nào trên thân một người đó, khi họ thiền định là chắc chắn tâm họ sẽ yên.
Đây là chuyện cũng vui đó nha. Nhưng mà có điều là mình chưa gặp được cái nhà khoa học nào có tầm, thành ra là không có bàn sâu. Và cái điều thứ hai là gì? Khi mà nghiên cứu tới một cái chiều sâu á của bệnh tật, thì ngoài cái việc nghiệp quả của người ta rồi, đương nhiên là nghiệp quả của nhiều đời nhiều kiếp sẽ gom lại thành cái đời của người đời này. Thì cái đời người này á, họ sẽ phát ra một cái loại sóng não gì đó, nó sẽ làm rung động toàn bộ cái hệ thống tế bào thần kinh của chúng ta, để nó làm cho những cái tế bào thần kinh chúng ta nó ách tắc, nó loạn nhịp, nó dao động bất thường như thế nào, để nó phát những cái loại sóng từ như thế nào, nó mới gây ra cái bệnh gì. Thì như vậy là mỗi một cơn bệnh nó sẽ có một cái loại sóng khác nhau. Do đó muốn điều chỉnh cái nhiệt, cái dao động